Người nào tu hạnh nhẫn thì nhan sắc diệu hòa, thân tướng đoan trang, oai nghi tề chỉnh. Như thế đủ chứng minh nhẫn nhục hiện tại và tương lai hưởng được sự an lạc tốt đẹp. Thế mà người đời cho nhẫn nhục là yếu hèn, họ quan niệm như thế thật sai lầm. Trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Phật nói: Người có trí huệ thấy được sự tai hại của sân hận, nên thực hành nhẫn nhục, luôn luôn phòng hộ, chẳng cho nó xâm nhập vào tâm. Nhẫn như thế được gọi là người có sức mạnh lớn. Sức mạnh của người tu không phải như lực sĩ dùng sức mạnh để đánh thắng đối phương. Như thế rất tầm thường, nhiều người làm được. Cuộc chiến thắng đó có biết bao nhiêu người đau khổ, oán thù. Mà sức mạnh của người tu là phải có sự nhẫn nhục chịu đựng được những cảnh trái ý nghịch lòng. Dù bị chửi mắng, đánh đập, giết hại, nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh an nhiên với tấm lòng bao dung, dị tha, khiến cho đối phương an lạc, xua tan đi nỗi hận thù, xoa dịu nỗi khổ đau đang xung đột hàng ngày, nêu gương lành cho nhân loại. Bậc trí huệ nhập đạo thường vui vẻ nhận lãnh sự chửi mắng cay độc như uống nước cam lồ. Khen chê thương ghét mặt người, từ bi hỷ xả nơi nơi rải đều. Mưa trời nào nệ rong rêu, tâm từ vô lượng rải đều chúng sanh. Thiện pháp. Kinh Pháp Cú nói: Chiến trường quyết liệt hơn thua, thắng người ngàn trận cũng chưa thật tài. Thắng mình mới đáng gọi hay, chiến công oanh liệt ấy ai dám bì. Người thế gian nhẫn khác người tu, vì sức yếu thế cô phải nhịn, nhưng trong lòng rất căm hận, chờ cơ hội báo oán. Hay là chuyện oan ức chưa biện bạch được, bởi tiền bạc che lấp sự bất công. Vì danh dự tông môn, gia đình phải nhịn cho yên thân, nhưng lúc nào cũng thấy cái nhục trước mắt, nên hết sức khổ đau. Như thế không đúng nghĩa chữ nhẫn của nhà Phật, nên oan trái oán thù cứ mãi chất chồng. Kinh Pháp Cú, Phật dạy: Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi. Ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi. Không ôm hiềm hận ấy, hận thù được tự nguôi. Giới hận, diệt hận thù, đời này không thể được. Không hận, diệt hận thù là định luật ngàn thu. Muốn hóa giải oan trái hận thù, Phật dạy phải thường khởi lòng từ, tha thứ hoàn toàn đối với những ai đã từng làm mình đau khổ, và không nên thấy lỗi người, hằng nhận lỗi mình, thấu suốt nhân quả, ăn năn sám hối, lo tu sửa, xem kẻ thù như Phật, trời, cha mẹ, thời sẽ diệt trừ hết ác nghiệp, mau thành Phật quả. Kẻ thù càng muốn ta hư, thắng thù ta cố nên người đức cao. Ngàn xưa cho đến ngàn sau, tình thương ngăn được máu đào mà thôi. Ta đã được an tịnh, không có oán và hờn. Giữa những người oán hờn, ta sống không oán hờn. Kinh Pháp Cú. Bởi không nghe lời Phật dạy, nên có nhiều người ăn chay mấy chục năm mà phiền não vẫn còn. Mỗi khi gặp nghịch cảnh đến liền sân si, bực tức, la lối. Người như thế Phật cho là yếu kém, không bao giờ đạt đến quả vị giải thoát. Nên Ngài nói: Trì trai khổ hạnh không thể bì kịp người tu hạnh nhẫn. Các con phải ghi nhớ, không nên làm nặng lòng ai hết, chớ coi họ tốt hay xấu, mà hãy xem đạo hạnh của mình có vẹn toàn hay chưa, và bền chịu các sự nhẫn nhục, siêng học kinh, nghe pháp, giữ gìn giới luật của bậc thánh. Như thế người ta sẽ xa lánh mọi sự buồn, mau tiến tới niết bàn. Kệ rằng: Người con Phật phải gìn hạnh nhẫn, chớ chứa hờn, chớ giữ ích chi.
phận tu trì tai gác mặt lì, chịu cay đắng tu hành mới giỏi. Hay là người tu giả dại giả câm, giả đuôi giả điếc để tầm đạo cao. Mấy lời phân tỏ âm hao, ráng tu đem được Phật vào trong tâm. Thuở Phật còn tại thế, Ngài khuyên La Hầu La: muốn thành tựu hạnh nhẫn, phải quán thân mình như đất. Dù người ta đổ và rải lên đất những thứ tinh sạch đẹp đẽ như hoa, nước thơm, sữa thơm, hoặc người ta đổ lên đất những thứ dơ giấy, hôi hám như phân, nước tiểu, máu mủ và cạc nhổ đàm nhớ xuống đất, thì đất vẫn tiếp nhận tất cả những thứ ấy một cách tự nhiên, không vui vẻ mừng rỡ mà cũng không chán ghét tủi nhục. Cũng như thế, những cảm thọ khoái lạc hoặc buồn khổ phát sinh, con đừng để cho chúng làm nhiễu loạn tâm con và chiếm cứ lòng con. Con hãy học theo hành của nước. Dù người ta có giặt những thứ thơm to hoặc dơ bẩn trong nước, nước cũng không vì thế mà cảm thấy vui vẻ, tham đắm hoặc tủi nhục, buồn khổ, chán chường. Nước bao la, lưu chuyển, có năng lực hóa giải và gạn lọc. Con lại nên học hạnh của lửa. Lửa đốt cháy mọi thứ, kể cả những thứ thơm to, đẹp đẽ hoặc hôi hám xấu xí, dơ bẩn. Nhưng lửa không vì vậy mà cảm thấy tham đắm hoặc ghê tởm, tủi nhục, giận hờn. Con lại nên học hành của không khí. Không khí thổi đi những thứ mùi thơm hoặc thối mà vẫn không cảm thấy tham đắm hoặc tủi nhục, buồn giận hay chán chường, vì không khí có khả năng gạn lọc và hóa giải. Này La Hầu La, con hãy tu tập lòng từ để đối trị giận hờn. Lòng từ là lòng thương yêu được thực hiện bằng cách đem lại niềm vui cho kẻ khác. Từ là thứ tình thương không có điều kiện và không chờ đợi sự đền trả. Con hãy tu tập lòng bi để đối trị tàn ác. Lòng bi là lòng thương yêu được thực hiện bằng cách làm vơi đi sự khổ đau nơi người khác. Bi cũng là thứ tình thương không có điều kiện và cũng không chờ đợi sự đền trả. Con lại phải tu tập lòng hỷ để đối trị ganh ghét. Lòng hỷ là lòng vui theo cái vui của người khác và niềm ước ao mong cho kẻ khác được thành công và hạnh phúc an vui. Con lại nên tu tập lòng xả để đối trị kỳ thị và vướng mắc. Lòng xả là tâm niệm thanh thoát và cởi mở đạt được do sự nhận thức về tính cách tương quan bình đẳng giữa mọi loài. Mình và người không phải là hai thực thể riêng biệt, không nên ghét bỏ cái này để đi nắm bắt cái khác. La Hầu La, từ, bi, hỷ và xả là bốn tâm rộng lớn không có bờ bến và cũng đẹp đẽ khôn cùng. Đó gọi là tứ vô lượng tâm. Tu tập theo bốn pháp này thì mình trở nên một con người cao thượng, đem lại sinh lực và niềm vui cho tất cả chúng sanh. La Hầu La, con lại phải quán chiếu về vô thường để phá trừ ảo tưởng về cái ta. Con phải quán chiếu về tính sinh diệt và thành hoại của thân thể để hiểu sâu về sự sống chết. Đó là phương pháp thoát ly tham dục sân nhuế. Dí có kẻ cầm dao cắt đứt thân con ra từng mảnh, trong khi đó phải tự nhiếp tâm, đừng để sân hận nổi dậy, và giữ gìn cửa miệng chứ thốt ra lời ác. Con phải khéo quán sát tu tập, như thế mới vượt qua mọi gian nguy thử thách của đời để hóa độ chúng sanh. Vì nhẫn dục là phương pháp diệm màu cảm hóa mọi người mà không cần sức mạnh, quyền lực và chánh trị. Được như vậy mới đáng gọi là bậc đại nhân, đại lực, có trí huệ nhập đạo. Người tu hạnh nhẫn nhục, tập tánh giống như nước, thường mềm dẻo mát dịu, rộng lượng và khoan dung. Nhẫn nhục như bùn đất, dù sạch dơ đổ lên, đại địa cam thọ hết, không tỏ chút giận hờn. Để cho chúng sanh thấy được sự lợi ích của nhẫn nhục, Phật nói: tiền thân ta làm vị tiên nhân tên là Sàng Đề, tu khổ hạnh ở núi rừng. Một hôm, vua Ca Lợi cùng với phu nhân Thể Nữ quần thần vào rừng săn bắn.
Đến trưa, vua cho bày tiệc ăn uống, đàn ca múa hát vui chơi. Tiệc xong, vua ngã lưng nằm ngủ dưới gốc cây. Khi thức dậy, không thấy quan quân tỳ nữ, liền hỏi cận thần, mới biết họ đi đến vị tiên nhân ở gần bên để nghe thuyết pháp. Sàng đề tiên nhân nói: muôn loài đều tham sống sợ chết, hãy lấy tình thương xóa bỏ hận thù, chém giết, sống đời vị tha, bác ái. Có như thế mới thoát được cảnh luân hồi thường mạng chết yểu. Họ nghe qua cảm thấy tội lỗi của mình trong cuộc đi săn đầy sát khí. Tất cả đều ước mong sao được nhà vua cho về sống đời cư sĩ, cơm rau đạm bạc tu hành. Khi đó vua Ca Lợi đến nơi nhìn thấy, ai nấy đều kính cẩn nghe tiên nhân giảng đạo, lòng đố kỵ dâng trào, liền xuống ngựa bước tới, chỉ thẳng vào mặt tiên nhân, chửi mắng, uyển nhục đủ điều. Nhưng ngài vẫn ngồi lặng thinh, không nói một lời. Này kẻ ương ngạnh kia, trước mặt ta sao mãi ngồi lì đó, làm gì thế? Tôi ngồi ở đây tu hành nhẫn nhục. Hành nhẫn nhục là thế nào? Hành nhẫn là khởi tâm đại bi, khiêm nhường, ôn hòa với tất cả mọi người, từ bỏ những hành vi kiêu căng, tự đắc, thường dùng lời nói êm dịu, đạo đức, khuyến hóa chúng sanh. Vua Ca Lợi nghe qua, tưởng tiên nhân công kích sự thô lỗ của mình, nên quát: thôi, hãy im đi. Nghe ta hỏi, tại sao ngươi bị chửi mắng mà vẫn lặng thinh là thế nào? Thưa ngài, nếu những lời chửi mắng của người khác là đúng, mình phải cảm ơn để lo tu sửa. Còn như họ chửi nhầm lẫn, xem đó là lời nhắc nhở hay tiếng gian, gió thổi ngoài tai. Câu trả lời đó thật là quý báu, khiến cho ai nấy đều thán phục. Ca Lợi Dương cảm thấy tự ái dồn dập, liền rút kiếm ra bảo: đây là lời nói dối trá, vô lễ. Rồi mạnh tay vung gươm, cắt đứt hai lỗ tai của tiên nhân. Ôi, những dòng máu đỏ tuôn rơi, ướt đẫm cả hai má, nhưng sắc mặt tiên nhân vẫn an nhiên tĩnh tọa. Thấy thế, Ca Lợi vung gươm chặt đứt thêm hai cánh tay và chân, rồi nói: thử coi ngươi còn nhẫn nổi không. Máu chảy ướt cả chỗ ngồi, nhưng không một lời oán trách, rên than. Vua lặng thinh suy nghĩ, người này không phải tầm thường, nên gượng cất tiếng hỏi: hỡi tiên nhân, tại sao ngươi bị ta hành hạ mà gương mặt không hiện ra sắc giận và nói lời nào? Này đại dương, nếu tôi có lỗi bị người hành hạ, tôi phải nhẫn thọ như uống nước cam lồ và cung kính đối với người ấy. Còn nếu gặp trường hợp họ không phân biệt phải trái, xúc phạm, khi đó tôi nghĩ ngày nay mình vô tội, nhưng biết đâu trong quá khứ đã từng làm người ta khổ đau. Hơn nữa, thân này là vô thường, do các duyên giả hợp, có gì đáng để luyến tiếc? Hay lắm, nghĩ được như thế hết sức là cao thượng. Nhưng làm sao cho ta tin rằng ngươi thật tình không oán hận? Không cần nói, đại dương cũng thấy tôi nào khuất phục trước sự áp bức bất minh, thiếu nhận xét của ngài, và chẳng quan tâm tới lưỡi kiếm chém vào thân tôi, nên nội tâm được tịch tỉnh, không có ác niệm đối với sự tàn bạo của ngài. Vì tôi lúc nào cũng tâm niệm nguyện cho tất cả chúng sanh sớm bỏ đường tà, quay về nẻo chánh, thoát khỏi ác nghiệp. Nếu quả thật tôi có thực hành hành nhẫn nhục, cầu cho thân này được bình phục như cũ. Vừa nguyện xong, trời đất bỗng dưng rung chuyển, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp nơi. Máu hóa ra sữa, thân thể trở lại như xưa. Nhìn thấy tiên nhân bình phục, vua Ca Lợi vô cùng kinh ngạc. Giờ đây tánh kiêu căng tàn bạo không còn nữa, bèn quỳ xuống bên tiên nhân, cầu xin sám hối tội lỗi và phát nguyện tận tâm phụng sự Tam Bảo và noi theo gương nhẫn nhục của ngài, để thực hành trong đời sống cá nhân cùng trị quốc an dân. Qua chuyện trên, chúng ta thấy tiền thân Phật chấp nhận nghịch cảnh đau thương, không một lời oán trách, lại nguyện cho họ đừng lãnh thọ ác báo, nên ngài thành tựu được thân nhẫn, khẩu nhẫn và ý nhẫn, đạt đến nhẫn nhục ba la mật.
không thấy mình nhẫn và cảnh để nhẫn, nên nội tâm được an lạc. Còn chúng ta, hãy nghe ai nói hoặc làm trái ý một chút là nổi nóng lên, nguyền rủa cho họ chết một cách thê thảm mới hả dạ. Chính vì sự tức giận làm cho con người mù quáng, không phân biệt được phải trái, nên lắm lúc can thường luân lý bị đảo ngược. Như con dám hại cha chửi mẹ, vợ thù chồng, em giết anh, tớ phản chủ, đồng loại xô xát lẫn nhau, gây bao thảm cảnh. Cho nên cứ mãi tiếp tục làm chúng sanh đầy phiền não, trôi lăn trong dòng sanh tử trả dai, khổ đau bất tận. Thế thường chúng ta hay tự ái nổi sân, phân bua, lý luận, dành phần phải về phía mình. Người khác nói có mấy câu, ta liền cướp lời, kể lể, rồi đem đủ thứ bằng chứng đổ lên đầu họ để cho họ thấy rằng họ quấy. Trong cơn tam bành, họ sẽ ăn thua đủ với ta, đâu còn bình tĩnh nghe ta nói phải quấy gì nữa. Bụng dạ họ lúc đó giống như lò nước sôi đang cần xả hơi. Vì vậy, ta hãy ý thức điều đó để cho đối phương bày tỏ tâm can của họ. Chẳng những ta quý trọng quyền phát biểu cảm tưởng của họ, mà còn học nơi họ những điều hay. Muốn hướng dẫn người ta mà cứ khư khư cố chấp, bất cần quan điểm kẻ khác là muốn diệt phi lý. Họ sai, ta có quyền sửa, nhưng ta đừng quên rằng họ cũng có lý của họ. Mỗi người có quan niệm sống và quan điểm lý luận riêng. Muốn cho người khác tín nhiệm ta lâu dài thì đừng bao giờ sân si, hành động độc tài, mà luôn luôn phải tôn trọng mọi người. Nếu chúng ta muốn họ hành động theo ta mà không nghĩ đến quyền lợi và sáng kiến của họ, hành động độc tài, ích kỷ như một bạo chúa, thì họ sẽ bất bình bỏ ta làm một mình. Chúng ta nên biết rằng không thành công lớn nào trên đời mà không cần đến sự giúp sức của nhiều người. Người thành công là biết đặt mình ở địa vị của kẻ khác, khéo gieo giống sáng kiến của ta vào sáng kiến của người hợp tác để tìm ra tiếng nói chung. Trong luật nhà Phật gọi đó là ý kiến riêng chỉ dạy cho nhau, lợi quyền chia đồng với nhau. Có như thế, việc làm ấy mới thành công tốt đẹp lâu dài. Chúng ta nên nhớ, khi chinh phục ai thì đừng biến họ thành kẻ thù. Ta hãy dẹp cặp kính màu chủ quan, hãy nhìn mọi việc bằng cặp mắt khách quan và tập đặt mình vào địa vị của kẻ khác. Xử sự như vậy, ta sẽ bớt đi nỗi lo âu, bực tức, thấy đời đẹp hơn và đắc nhân tâm hơn. Chúng ta phần nhiều có khuynh hướng thất nhân tâm mạnh hơn là đắc nhân tâm. Tánh sân si, ích kỷ, chủ quan, tự ái là một hung thần đáng sợ. Từ vua chúa quan quyền cho đến hạng bình dân ít học đều có lòng tự ái. Thậm chí cho đến những bậc tu hành mà tâm hồn không được thánh thiện vẫn bị nó quấy nhiễu. Nghĩa là ai nói xúc phạm hoặc có cử chỉ gì đụng chạm đến quyền lợi danh dự của họ thì sân si sừng sộ, phẫn nộ, nhăn mặt nhíu mày, phùng mang trợn mắt, quạo cọ la hét, chửi mắng, đánh đập đối phương. Nếu chúng ta bị kẻ khác chọc tức liền nổi nóng, vung tay lên nói chuyện với họ, thì ta tin chắc rằng họ sẽ gửi lại bằng hai quả đấm. Nếu ai nô lệ tánh tự ái thái quá như thế, là tự mình thoái hóa, đánh mất hết nhân phẩm đạo đức và làm thất nhân tâm mọi người. Những bậc thượng căn đại trí mới có đủ can đảm, điềm đạm, mềm mỏng khi bị kẻ khác nói nặng. Những vị ấy biết rằng ăn miếng trả miếng không có lợi gì cả. Trong giao tế hàng ngày, ai không mềm mỏng thì trăm việc bất thành đến gần trăm. Chúng ta phải công nhận rằng trong thời gian qua có rất nhiều việc tại mình nóng bậy một chút mà hỏng. Kệ khuyên: mở tình yêu khắp nhân loại, giúp nhau cuộc sống được dày thêm ra. Giận nhau mấy cũng nên tha, thù nhau mấy
cũng nên hòa tốt hơn. Hờn người tất bị người hờn, ghét người người ghét không hơn chi người. Hòa nhau cho được vui cười, hơn là thù ghét suốt đời âu lo. Thương người như thể chân tay, ở trong thế giới hết ai sanh rầy. Sự tu chính ở chỗ này, cho nên cần khắp nhân loại biết tu. Thanh sĩ: muốn cho thân tâm thanh tịnh, mau thành Phật quả, kinh Pháp Hoa dạy: lấy từ bi làm nhà, lấy nhu hòa nhẫn nhục làm y phục, lấy tất cả pháp không làm tòa ngồi. Từ bi là nước cam lồ tươi mát, tưới tắt lửa phiền não. Nhẫn nhục như áo giáp ngăn ngừa tên độc. Pháp không là ánh sáng trí huệ, phá tan bóng tối vô minh, chấp trước. Ai thực hành được ba phương pháp trên để diệt trừ tham, sân, si, tức là đã vào nhà Như Lai, mặc y Như Lai và ngồi tọa Như Lai vậy. Chúng ta hãy cố gắng tu tập hành nhẫn như Tôn giả Phú Lâu Na. Một hôm, Ngài xin Phật đến xứ Vũ Lâu Na truyền đạo. Phật hỏi: này Phú Lâu Na, dân chúng xứ ấy rất hung ác, con đến đó dạy họ không nghe, còn dùng lời ác mắng chửi, khi đó con nghĩ sao? Bạch Thế Tôn: con nghĩ họ là người tốt, vì chưa lấy cây, đá, đánh và ném con. Nếu họ dùng cây và đá đánh ném con thì sao? Con nghĩ họ vẫn còn lòng nhân, vì chưa đánh ném con đến chết. Nếu họ đánh đập đâm chém con chết thì sao? Bạch Thế Tôn: con nghĩ họ là ân nhân giải thoát dùng cái thân bất tịnh khổ đau này. Phật khen: hay lắm, con nhận được như thế mới qua xứ đó truyền đạo được. Tôn giả Phú Lâu Na qua xứ Vũ Lâu Na giáo hóa. Không bao lâu, dân chúng xứ ấy đều quy y Phật, Pháp, Tăng, nên có câu: con muốn tu thì việc chi nhịn hết, nhịn nhịn hoài, nhịn nhịn mãi con ơi. Chẳng phải là nhịn có ba lần thôi, mà nhịn mãi đến khi thành chánh giác. Con nhịn mãi dầu thân con có thác, thác thân con mà tâm trí nhẹ nhàng. Cõi Tây Phương con chắc chắn bước sang, bằng con đọa thầy đây ra chịu thế. Thân con nhẫn thì việc chi mặc kệ, không sát sanh trộm cướp với tà dâm. Dầu ai kia có đánh đập chém đâm, tìm cách tránh chứ không nên đáp lại. Khẩu nhẫn nhịn là miệng không tranh cãi, lời khoe khoang hay đâm thọc dối lừa. Chửi mắng người bốn nghiệp miệng khá chừa, gây nghiệp dữ đời sau câm con nhé. Hòa thượng Giác Nhiên. Phật Thích Ca dạy: lấy từ bi thay báo oán. Đức Lục Tổ dạy: nhẫn là công, nhục là đức. Lão Tử nói: nhu thắng cương. Hòa thượng Giác Huệ nói: con hãy thương những kẻ chẳng thương con, con chớ ghét những người con đáng ghét. Lời Phật dạy không lầm đâu, ôn tồn dịu ngọt sẽ thắng tất cả. Nhẫn nhục là phương pháp thần diệu đem lại sự an lạc cho bản thân, gia đình hòa hợp, bạn hữu tương thân, tớ thầy trung tín, đồng bào đoàn kết, thế giới hòa bình. Không nhẫn, thân bại danh liệt, gia đình ly tán, bạn hữu chia lìa, tớ thầy đoạn tuyệt, đồng bào xung đột, thế giới chiến tranh. Có nhẫn nhục thì lòng từ chan chứa, ban rải khắp muôn loài vạn vật, sự nghiệp dâng cao, người người quý mến, đạo quả viên thành. Vậy mà có nhiều người không hiểu, họ nói: gặp Phật thì tu, gặp ma phải trừ. Câu nói đó không đúng giáo lý nhà Phật. Phải nói là: gặp Phật thì tu, gặp ma càng tu nhiều hơn. Quý Phật tử cũng thấy, khi Phật sắp thành đạo, ma dương dùng mọi cách quấy phá,
nhưng ngài vẫn an nhiên tĩnh tọa. Thậm chí cho đến Đề Bà Đạt Đa nhiều kiếp đem ác tâm hãm hại, nhưng Phật không hề oán trách, mà ngài còn nói: nhờ Đề Bà Đạt Đa mà ta mau thành chánh quả. Công đức nhẫn nhục lợi ích to lớn như thế, chúng ta còn nghi ngờ gì nữa mà không thực hành? Nhất là những ai đã nhiều lần bị lửa sân tàn phá tâm can, gia đình, sự nghiệp của mình, hãy mau mau tu tập pháp môn nhẫn này để khỏi phải ăn năn hối hận gì nó nữa. Người tu lại càng phải nhẫn hơn, vì người tu mà còn giận hờn, sắc mặt đỏ gai, giọng nói quát tháo, người chung quanh nhìn thấy kinh lờn, cho dù vị đó có lão thông tam tạng, kinh điển, cũng không ai dám tin tưởng sự tu hành của họ nữa. Thế nên cổ đức dạy rằng: ác thứ chín, lửa sân luận tiếp, lửa trong tâm chẳng đốt mà lừng, nỗi lôi đình đâu có định chừng, cho ta biết mà ngăn ngừa trước. Tánh sân nộ thường làm bạo ngược, nên loài người ở cõi thế gian giận hờn nhau, thù oán dễ dàng, mới có cuộc tranh tài đấu lực, hơn tự đắc que khoan giọng sức. Phải bị người hiềm khích ghét ganh, thua hổ ngươi làm chuyện bất lành, gây nghiệp dữ oan oan tương báo. Trong cơn giận kỹ gì nhân đạo, giống như con cọp dữ trên rừng, gặp thịt toan cấu xé tưng bừng, phân từng mảnh mới là hả dạ. Diệt được nó tâm trần thông thả, ta thường nên tập tánh khoan dung. Thực hành đi đừng có ngại ngùng, tha thứ kẻ lỗi lầm ngu xuẩn, và nhẫn nhịn đừng ham tranh luận, khỏi mất lòng tất cả mọi người. Tánh thuần lương vẻ mặt vui tươi, vậy mới đáng tín đồ Phật giáo. Nay ta đã quy y cầu đạo, ghi gỗ là trái thuyết từ bi. Trong cuộc sống, chuyện buồn vui, thương ghét, giận hờn xảy ra không biết bao nhiêu lần, cũng vì vô minh lầm chấp cho ta là thật, các pháp là thật, từ đó phát sinh ra phiền não khổ đau. Trong lịch sử của nhân loại có những trang sử đẫm máu, như vào thế kỷ 20, trải qua hai cuộc chiến tranh thế giới, có vô số người gục ngã trên chiến trường và những nạn diệt chủng dã man thảm khốc. Đã có hàng triệu người đã nằm xuống vì cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Trên thế giới có đầy dẫy những điều nghi kỵ thù hằn. Chính vì thế mới xảy ra những cuộc chiến tàn khốc, tang thương khổ đau. Tất cả đều bắt nguồn từ sân hận. Kệ tụng: chúng sanh luống chịu trăm ngàn khổ, các bệnh luôn luôn đến não hại, giặc chết rình rập thường muốn giết, tại sao không tu lo não hại, chê bai mưu hại không nhân từ, hại người chưa được tự mang họa. Ta nay là người cầu học đạo mà sanh nóng giận não hại người, phải biết ác này tội rất nặng, tật đố tự phá cội công đức. Tâm từ tùy hỷ sanh phước lành, muốn thoát bể khổ phải tu hành, bao nhiêu công đức trang nghiêm thân, nếu không trì giới thiền đa văn, thân tâm khổ ách không cùng tận. Trên đường đời để chông gai gặp gành, chúng ta gặp rất nhiều cảnh trái ý nghịch lòng. Muốn cho những đụng chạm bớt đi, các võ sư Nhật dạy các môn đệ phải mềm mại như cây liễu, đừng cứng như cây tùng. Nếu chúng ta không chịu mềm mại như cây liễu mà cứ nhất định cứng như cây tùng, như thế là ta đã gây ra những xung đột bất tận trong tâm, làm cho ta lo lắng, khổ sở, cáu kỉnh, rồi sinh ra bệnh thần kinh, dị ung. Chẳng khác nào cây tùng cứng cỏi phải gãy đổ trước trận cuồng phong. Chúng ta nên biết tại sao những vỏ xe hơi lăn trên đường nhựa, chạy trên đá nhọn mà nó vẫn chịu đựng được, là nhờ vỏ xe mềm dẻo,
làm cho sự va chạm trên đường dịu đi. Cũng vậy, chúng ta sống trên cõi đời đầy chông gai, thử thách, muốn vượt qua mọi trở ngại, phải mềm mại, nhẫn nại, làm cho những va chạm dịu bớt đi, thì cuộc hành trình của ta mới được êm đềm, an vui lâu dài. Chúng ta hãy đọc qua bài tụng bất hủ sau đây. Từ bào thai ra thường chịu khổ, chúng sanh như thế chớ giận hại. Nóng giận khởi lên dùng từ diệt, từ bi nóng giận không chung cùng. Người nhờ từ bi nóng giận dứt, dĩ như sáng tối không chung chỗ. Nếu giữ tình giới mà nóng giận, người ấy tự phá pháp lợi mình. Tất cả chúng sanh là quyến thuộc, tại sao gia tăng giận não hại? Nếu khởi nóng giận muốn hại người, chưa đến người kia trước đốt mình. Thế nên thường nghĩ hành từ bi, nóng giận nghĩ ác sẽ không sanh. Nếu người thường nghĩ hành pháp lành, thường nghĩ pháp lành tâm vui vẻ, đời nay được vui sao cũng thế, được đạo thường vui ấy niết bàn. Nếu tâm dồn chứa điều bất thiện, tự mất lợi mình lại hại người. Vì thế chúng ta phải cố gắng nhẫn nại, từ con người cho đến con muỗi, mồng, kiến, ong, gió, mưa, nóng lạnh, đói khát, bệnh chết, hoan hỷ nhẫn chịu mọi nghịch cảnh, không hề than gian oán trách. Được như vậy mới mong thành công đắc đạo. Như Tích Đại Đức Lomasa Nagatora hành đạo trên núi Getijapappata, khi ấy nhằm mùa nắng trời nóng, nhưng ngài vẫn ngồi tham thiền vì nghĩ rằng: nhiều kiếp ta đã đọa địa ngục, bị lửa thiêu đốt nóng gấp muôn lần sự nóng này. Nhờ thấy được điều đó nên ngài kiên nhẫn thiền quán chứng đắc đạo quả A-la-hớn. Lại có đại đức khác đi khất thực 3 ngày liên tiếp, chẳng có ai cúng món gì. Trong cơn đói khát, nhưng ngài không ngã lòng, vì tự nghĩ trong vòng luân hồi nhiều kiếp, ta đã sanh làm ngạ quỷ, bị đói khát hơn thế này nữa. Nên ngài kham nhẫn, dùng minh sát tuệ, quán sát lý vô thường, khổ não và vô ngã, liền đắc quả A-la-hớn. Tích trên ngụ ý khuyên chúng ta không nên để cho những sự khổ bên ngoài chi phối mà bỏ dở sự tu hành. Cảnh nắng mưa gió lạnh, hành hạ bức não thân, thân cam chịu không phiền, được gọi là thân nhẫn. Sự nhục mạ chua cay hoặc mắng nhiếc tồi tệ, cam chịu không chửi lại, được gọi là khẩu nhẫn. Đối trước mọi nghịch cảnh, không khởi tâm phản đối, không căm hờn oán hận, được gọi là ý nhẫn, thiện pháp. Trong Kinh Đại Tập, Đức Phật bảo đại chúng: nhẫn hơn hết trên đời. Nhẫn là đạo an vui, nhẫn thêm nhiều tiếng khen, nhẫn giàu sang được lâu, nhẫn được đầy đủ tướng tốt, nhẫn hay có oai lực, nhẫn hay thành nghề khéo, nhẫn nhiếp phục oán địch, nhẫn dẹp hết lo rầu, nhẫn được đông họ hàng, nhẫn thời được sống thọ, nhẫn là áo giáp thần, nhẫn là con thuyền to vượt bể khổ, nhẫn là liều thuốc hay cứu sống nhiều sinh mạng, nhẫn lửa không thể cháy, nhẫn dao không thể cắt, nhẫn không thể trúng độc, nhẫn nước không thể trôi, nhẫn được thiên thần gia hộ, nhẫn ngày đêm thường yên ổn, nhẫn thân luôn được bình an, nhẫn lãnh lấy phước báo tốt, nhẫn được đến đạo lành, nhẫn chẳng hại chúng sanh, nhẫn xa lìa thập ác, nhẫn thành tựu lục độ, nhẫn được 3 ngôi báo Phật, Pháp, Tăng. Nhẫn nhục hạnh an ổn, khắc phục được hận thù, tiêu trừ các tai nạn, hưởng nhân quả tốt lành. Nhờ tu hành nhẫn nhục, lòng từ được tăng trưởng, trí đức được nâng cao, đạo màu
ngày tỏ rạng. Nói tóm lại, nếu chúng ta biết nhu hòa nhẫn nhịn trước những cảnh trái ý nghịch lòng, thì việc lớn quá nhỏ, việc nhỏ quá không, bao nhiêu phiền não, oan trái, oán thù đều hóa giải hết và hưởng được nhiều phước báo, mau thành Phật quả. Trong kinh Thập Thiện Nghiệp, Phật dạy: nếu ai xa lìa sân hận, thời thành tựu được 8 món tâm pháp vui mừng. 1. Không tâm khổ não. 2. Không còn sân hận. 3. Không lòng kiện tụng. 4. Lòng du hòa ngay thật. 5. Được tâm từ của Bậc Thánh. 6. Sẵn lòng làm lợi ích an lạc cho chúng sanh. 7. Thân tướng trang nghiêm xinh đẹp, chúng sinh đều tôn kính. 8. Do sự hòa nhẫn mau sanh về cõi Phạm Thiên. Đó là 8 món tâm pháp hỷ duyệt. Nếu ai hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật, được tâm vô ngại của Phật, người xem không chán. Vô ngại là tâm tự tại, không có gì làm chướng ngại, thân hình đoan trang, đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, trời, người đều kính ngưỡng. Ngược lại, ai hay nóng giận, hiện tại tự chuốc lấy âu sầu, khổ họa vào thân và làm cho gia đình đổ vỡ, sự nghiệp khó thành, gây thù kết oán, mọi người tránh xa. Kinh Niết Bàn nói: nếu người nào tánh khí sân si, khi quả báo thành thục phải sa địa ngục. Ra khỏi địa ngục, thọ thân súc sanh làm rắn độc, sư tử, cọp, beo, gấu, sói, mèo, chồn, ó, diều. Nếu được làm người, thân hình xấu xí, ai nhìn thấy đều chán ghét. Lại nữa, trong kinh Akhaamtisutta, Đức Phật dạy rằng: này chư tỳ kheo, có 7 sự lợi ích cho người tu pháp hành nhẫn này. 1. Thân tâm an lạc mát mẻ. 2. Thường khởi lòng từ thương yêu tất cả chúng sanh. 3. Được nhiều người hài lòng yêu mến. 4. Không gây ác cảm với ai. 5. Không tạo tội ác, gieo nhiều phước thiện. 6. Lúc lâm chung, tâm trí sáng suốt. 7. Sau khi mạng chung, do thiện nghiệp sanh lên cõi trời. Này chư tỳ kheo, có 7 điều tai hại đối với những người không tu pháp nhẫn nại. 1. Tánh hay tức giận nóng nảy. 2. Thường khởi tâm tàn nhẫn đối với người khác. 3. Nhiều người không hài lòng, phần đông chẳng ai yêu mến. 4. Gây lắm oan trái với mọi người. 5. Tạo nên bao ác nghiệp. 6. Lúc lâm chung thần thức mê muội. 7. Sau khi mạng chung, do ác nghiệp cho quả tái sanh cõi ác giới, địa ngục, súc sanh, Atula. Tai hại của sân nhuế như thế há chẳng ngăn ngừa lắm ư? Tôi thiết nghĩ không cần trình bày nhiều, quý Phật tử cũng thấy đâu là lợi, đâu là hại. Tôi cầu mong sao tất cả chúng ta hãy cố gắng thực hành pháp môn nhẫn nhục này có hiệu quả tốt đẹp, để cho cõi đời thêm phần an lạc. Nhờ tu hành nhẫn nhục, lửa sân hận dập tắt, dục vọng chẳng hoành hành, căn lành càng thêm lớn, thiện pháp. 10. Không tà kiến. Tà kiến là tin tà, mong phước mê tín tà dạy, chấp thường chấp đoạn, chẳng tin nhân quả tội phước, sống tranh đấu, chết là hết, không có thiên đường, địa ngục, tây phương, cực lạc. Đó là tà kiến. Phật cấm không cho các hàng đệ tử mê tín tà kiến, vì đó là nguyên nhân làm chướng ngăn thánh đạo. Phật chỉ cho phép các hàng đệ tử tin vào những điều chân chánh, chứ không phải Phật cấm chúng ta đừng tin gì hết. Bởi vì sống ở đời, nếu ta không tin ai cả, thử hỏi làm được việc gì? Trong gia đình, ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu, dòng họ không tin tưởng, cứ mãi hiềm kỵ lẫn nhau, thì có gì là hạnh phúc,
Xã hội như thế sẽ loạn mất. Đã sống chung phải tin tưởng lẫn nhau thì mới hòa hợp, làm nên sự nghiệp to lớn. Trên việc tu hành, đức tin rất cần thiết. Đó là căn bản sanh ra muôn hạnh lành, đạt đến đạo quả. Giả sử trò chẳng tin thầy, Phật tử không tin lời Phật dạy, biết căn cứ vào đâu để tu hành? Nhờ có đức tin mạnh mẽ, chí nguyện vững vàng mới dẹp được lòng tà ác. Nên có câu: tính năng trượng dưỡng chư thiện căn, tính năng siêu xuất chúng ma lộ. Có nghĩa là lòng chánh tín nuôi dưỡng được các căn lành, vượt khỏi con đường ma. Tuy nhiên, đức tin phải đi đôi với trí sáng suốt, phân biệt giả chân, hầu tránh khỏi ma đạo chịu khổ báo về sau. Như câu chuyện Phật độ ông trưởng giả keo kiệt, quay về quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới. Ít hôm sau, ma vừa muốn thử xem lòng tin của ông như thế nào, nên hóa ra Phật đến bảo trưởng giả: hôm trước ta chỉ thử ngươi đó thôi, vì Phật pháp chủ trương giải thoát làm cho con người được tự do, chứ đâu có bảo giữ gìn những giới luật khắt khe ràng buộc thiệt thòi như thế. Để ông hãy xả giới đi. Trưởng giả lấy làm ngạc nhiên, tự nghĩ: hình dung giống Phật mà lời dạy trước sau trái ngược, nên thưa: bạch Đức Thế Tôn, con xét thấy xả giới rất nguy hiểm. Nếu mọi người không giữ giới sát sanh, cứ tự do giết hại lẫn nhau, thì cõi đời sẽ diễn ra biết bao nhiêu cảnh đầu rơi, máu đổ, thịt nát, xương tan, loạn ly tứ phía. Nếu ai ai cũng trộm cướp, thời còn đâu là an ninh, trật tự. Tất cả dâm loạn, còn đâu là luân thường, đạo lý. Đua nhau lừa dối, còn đâu là uy tín. Cứ mãi say sưa tối ngày, thì còn đâu là nhân phẩm đạo đức. Theo chỗ xét nghĩ của con, xả giới rất tai hại, nên không xả giới được, mong Thế Tôn lượng thứ cho. Ma Dương mấy phen lung lạc, nhưng trưởng giả khăng khăng một lòng, Ma Dương đành biến mất. Qua chuyện trên để cho chúng ta thấy, người Phật tử đã nhận chân được giáo lý, cho dù Phật hay Hòa Thượng nói ra mà không phù hợp với lẽ phải cũng không tin. Có lắm người thiếu trí nhận định, đụng đâu tin đó, nên dễ lạc vào ma đạo. Vì thế cổ đức cảnh báo: đạo với lý từ đây nhiều chỗ, phải lọc lừa cho kỹ mà nhờ. Chọn nơi nào đạo chánh phụng thờ, thì mới được thân sau cao quý. Nhìn Phật giáo mà tìm cái lý, coi tại sao ta phải tu hành. Vì yêu dân ta chỉ ngọn ngành, khuyên lê thứ làm lành ác tránh. Đạo quỷ dương rất nhiều chi nhánh, khuyên dương trần sớm tránh mới màu. Thời kỳ này nhiều quỷ lắm ma, ráng nghe kỹ lời ta mách trước. Tin không tin thì cũng mặc tình, chữ ta lắm công trình dạy dỗ. Hồi thuở trước Thích Ca Phật Tổ, ngồi tham thiền bị nó ghẹo hoài, mà cũng không trúng động lòng Ngài, nên cố oán phá đời mãi mãi. Cổ đức còn nhắc nhở thêm: câu đạo đức bay mùi thơm lạ, muốn nếm thì phải ráng sưu tầm. Các đạo tà mưu khéo âm thầm, dân ráng tránh kẻo lâm mà khổ. Chúng nói xuống khuyên răng nhiều chỗ, dùng phép màu lòe mắt chúng sanh. Ai ham linh theo nó tập tành, xa cạm bẫy khó mong sống sót. Lấy trí xét đoán tận tường lời Phật dạy gọi là chánh tín, trái lại chỉ tin mù quáng là mê tín. Từ cổ chí kim chưa có ai tu mê tín mà thành đạo bao giờ. Chúng sanh chẳng rõ chánh nhân, mê chấp hình tướng, tin tà cầu phước thật là phi lý. Đức Phật thuyết minh giáo lý nhân quả nghiệp báo, không có vị thiên thần, ông bà, cô cậu nào có quyền sắp đặt, an bài số phận cho ta. Thế mà có nhiều người không tin lời Phật dạy, tối ngày cứ mơ tưởng, gửi gắm linh hồn vào những thế giới huyễn hoặc, không tự chủ được mình, lúc nào cũng phập phồng lo sợ, trí huệ lu mờ, làm việc mù quáng.
như thấy con cháu bệnh hoạn, tai nạn hoặc gia đình xào xáo làm ăn không được. Nghe nói có ông thầy bói toán, ông lên bà xuống, bảo tại vì bị quỷ thần cửu quyền quở, phải giết heo gà vịt để cúng tế thì gia đạo mới được bình yên. Thật là trái ngược giáo lý từ bi. Giống như chuyện trong kinh Pháp Cú thí dụ nói, thuở Phật có ông vua tên là Hòa Mặc. Một hôm mẹ vua lâm trọng bệnh nằm liệt giường, vua cho mời rất nhiều danh y điều trị và đến cầu phù chú nơi các đồng cốt, song bệnh tình bà vẫn không thuyên giảm. Do đó vua cho mời 200 vị bà la môn vào cung cúng dường rồi hỏi: Thái hậu bệnh nặng đã lâu, không biết vì nguyên nhân gì? Các bà la môn trả lời: Bệnh của thái hậu là do tinh tú sai loạn, âm dương bất hòa. Vua hỏi: Làm cách nào để trừ được? Các bà la môn nói: Nên bày lễ cầu đảo núi non nhật nguyệt tinh tú nơi khoảng đất trống ngoài thành phía đông, và giết 100 súc vật đủ loại với một đứa bé để tế trời, thời mẹ của bệ hạ hết bệnh. Vua nghe lời, liền cho người lùa voi, ngựa, bò, dê đủ 100 loại và một đứa bé đi ra chỗ tế tự. Dọc đường tiếng than khóc kêu la vang dội khắp nơi. Động lòng từ, Đức Phật và chúng đệ tử đi đến cửa thành phía đông. Vua Hòa Mặc và mọi người đến nơi trông thấy Đức Phật uy nghi rực rỡ, hào quang tỏa sáng như mặt trời mọc. Ai nấy đều khởi tâm kính mộ. Vua liền xuống xe đến trước Phật, chắp tay xá bái. Đức Phật hỏi: Đại vương định đi đâu? Vua vòng tay đáp: Mẫu hậu con lâm trọng bệnh, lương y khắp nơi trị không hết. Nay con đem đứa bé và các súc vật đến đây để tế cúng chư thiên, cầu đảo tinh tú, cầu cho mẹ con được hết bệnh. Đức Phật bảo rằng: Ông giết người sát vật cúng tế chư thiên, cầu đảo tinh tú để cầu cho mẹ ông hết bệnh là điều phi lý. Giả sử ông suốt đời cực khổ, đem tất cả bò, dê trong thiên hạ ra sát sinh để tế tự cầu đảo, thì sẽ mang tội rất lớn như núi Tu Di, thật là phí công vô ích. Đại vương nên biết, muốn có lúa ăn phải lo cày cấy, muốn sống thọ phải hành từ bi, muốn được trí huệ phải chuyên học hỏi. Mình gieo nhân nào thì gặt quả nấy, kẻ giàu sang thì không thích bữa ăn của nhà nghèo. Chư thiên kia ở cung điện thất bảo, muốn ăn mặc tự nhiên như ý, lẽ đâu lại bỏ vị cam lộ mà dùng đồ máu thịt tanh hôi. Vua Hòa Mặc nghe lời Phật dạy, thấy được lẽ đạo, vô cùng hoan hỷ, cho người đưa đứa bé về nhà và phóng thích các con vật muốn đi đâu tùy ý. Kinh Dược Sư dạy: Tin các thị tà ma ngoại đạo yêu nghiệt thế gian, nói nhảm hòa phúc, sinh ra sợ hãi, tâm chẳng được an, xem bói thấy xấu, giết nhiều chúng sanh, khẩn vái thần thánh, cầu ma quỷ lên ban cho hạnh phúc, muốn sống lâu thêm vẫn không thể được, ngu si mê hoặc, mê tín tà kiến, thành ra chết uổng, đọa vào địa ngục không có ngày ra. Qua lời Phật dạy, chúng ta thấy gieo nhân gì thì hưởng quả nấy, chớ thiên thần ông bà ai lại gia hại con cháu. Có nhiều người nói nhờ cúng tế gian giái mới hết bệnh, làm ăn phát đạt, đó chẳng qua là duyên trùng hợp. Nếu nói cúng cầu được thì chẳng cần tu, và giáo lý nhân quả không còn giá trị nữa. Gieo giống đắng quả đắng, nhân ác tránh được chăng, làm ác chịu tội khổ, tu thiện hưởng phước lành. Kinh Pháp Cú. Chúng ta xem kinh thấy rõ chuyện ngài Mục Kiền Liên có đầy đủ lục thông mà còn bị bọn ngoại đạo thuê người đánh chết, là vì trong quá khứ nghe lời vợ đánh đập cha mẹ. Như thế chúng ta đủ biết nghiệp người nào nấy trả, không ai có quyền ngăn cản được khi nó đã đến, cho dù đó là Phật Thánh cũng không ngoại lệ.
như chuyện cô kỵ nữ chinh gia đụng bụng Du Oan, nói Phật ăn ở với cô có thai. Khi mọi người phát hiện ra việc đó là giả, ai cũng phiền trách cô đủ điều. Nhưng đối với Đức Phật, Ngài thấu suốt luật nhân quả, nên bình thản kể cho tứ chúng nghe câu chuyện tiền kiếp Ngài làm vua. Một hôm, bá quan lâm triều nhìn ra thấy chư vị sa môn đi cất thực, ai nấy đều hướng về đó vái chào, làm cho nhà vua sanh tâm đố kỵ đói. Các khanh chớ có tin mấy ông sa môn đó, ban ngày ôm bát liêm diêm đi khất thực, trông ra vẻ từ bi, nhưng khi về chùa họ có tình nhân vợ con ai biết. Nói đến đây, Phật bảo: cũng vì câu nói phỉ báng đó, cho nên hôm nay ta bị quả báo của chinh cha đồn bụng nói xấu ta. Chính vì không hiểu thấu giáo lý nhân quả, nên có người mới quy y vài ngày gian dái cầu xin đủ thứ, nào là cầu cho được bình an, mạnh khỏe, sống lâu, mua may, bán đắt, phát đạt giàu sang, nhưng không được như ý, lại gặp toàn chuyện chẳng may, liền sanh tâm phiền trách Phật không linh, gặp tà thuyết của tà giáo, dùng bùa chú mê hoặc, hay tung tiền ra mua chuộc dụ dỗ bỏ đạo liền. Hàng người như thế không hiểu gì về giáo lý nhân quả, thời không bao giờ tồn tại trong chánh pháp Phật Đà. Có ba góc độ người ta thường bỏ đạo, đó là tình cảm, tiền của và thiếu sự hiểu biết nhận định đâu là chính ta. Người chẳng có lòng trung hậu, thế gian không xài, nói chi là Phật Thánh. Họ đến với đạo mục đích cầu danh, lợi, tình, tiền. Nếu không được lại sanh tâm hủy bán tam bảo. Thử hỏi còn ai họ chưa, kẻ đó phải sa vào đường dữ. Kinh Tạp Bảo Tạng nói: phước nghiệp tự ta tạo, chẳng phải nhờ cúng thần mà được. Phải biết tất cả phước lành đều do giữ giới, cúng dường, bố thí mà thành, chứ chẳng phải cúng cầu mà được. Trong Khí Kinh, Phật dạy: người không có chánh kiến giống như lấy cát nấu muốn cho thành cơm, chuyện đó không bao giờ có, uổng công vô ích. Là Phật tử mà không tin lời Phật dạy, lại tin những thuyết du dơ về ngày giờ năm tháng, thì không đúng chánh pháp chút nào. Chưa hết, lại có khi vợ chồng bất hòa, không biết bày tỏ cùng ai, liền tìm đến thị bói. Họ nói nào là kỵ tuổi, khắc khẩu, chuyện đã xấu, lại thêm bị thị bói hù dọa, làm cho gia đạo càng rắc rối thêm. Bởi ma lực mê tín ám ảnh, hết đổ thừa cung mạng, tuổi tác, đến nhà cửa, cà ràng, ông táo, không còn gì để nói nữa, có nước đánh lộn, ly dị là xong. Tại sao mình không dám chấp nhận lỗi để sửa đổi, lại đổ thừa đủ thứ chuyện? Ôi, mê tín đến nước đó thì không còn gì để nói. Ví dụ, mình lựa ngày giờ tốt, nhưng khi ra đường gặp chuyện rắc rối mà không nhìn người ta, thử hỏi có tốt được không? Trong nhà trên dưới, nếu biết nhường nhịn, thông cảm tha thứ những lỗi lầm cho nhau, thì không cần coi bói, gia đạo vẫn được bình an. Tại sao chúng ta phải hòa? Vì mỗi người đều có cái hay khác nhau. Khi hữu sự, nhờ người ta mới hoan hỷ giúp mình. Ngược lại căng thẳng, khi cần, ai mà giúp? Nên người xưa nói: bàn tay năm ngón ngắn dài khác nhau, nhưng đều sử dụng được cả. Đông có anh, Tây có em, đồng lòng đoàn kết thì làm việc gì cũng xong. Nên có câu: hòa nhau của chất đầy kho, gây nhau chén bát nồi ơ tan tành, thuận nhau ăn đủ mặc lành, nghịch nhau bụng đói thân trần nêu ngao. Từ chỗ hòa thuận đó, nó đem lại tài lộc, làm cho gia đình được hạnh phúc, cần gì phải đi coi bói? Đa số thầy bói họ nói chung chung: năm nay không được tốt, nếu có phước thì qua, không phước bị nạn. Như thế, mình ráng lo làm phước, không tốt hơn là đi xem bói toán. Trong Khế Kinh, Phật nói: tất cả các pháp đều từ nhân duyên sanh, và những gì mà con người gặp phải trên cõi đời
đều do nghiệp lực chi phối. Chúng sanh tự gieo nhân rồi gặt lấy quả, chẳng phải trời, rồng, quỷ thần gây ra. Thiện ác kết quả riêng, nhân quả lý đương nhiên. Làm thiện sẽ được thiện, gieo giống ngọt vui yên. Kinh Pháp Cú. Qua lời Phật dạy, chúng ta thấy đối với chúng sanh, Ngài không bao giờ thưởng hay phạt bất cứ một ai, chỉ đưa ra giáo lý nhân quả, tốt xấu khổ vui tự mình tạo ra. Không ai có quyền ban phước hay giáng họa, nên người theo Phật tự tin nơi mình, không bị lệ thuộc bất cứ ai. Như lời Phật dạy, ta là Phật đã thành, các ông là Phật sẽ thành. Đó là tự do bình đẳng, từ bi, hỷ xả, vô ngã, vị tha, thương yêu tất cả muôn loài vạn vật. Lại có người quan niệm sai lầm, khi tôn giáo của họ bị kẻ nào lấn hiếp, liền cổ vũ đồng đạo nổi dậy, tìm đối phương trả thù, để người ta cho mình là thánh tử đạo, được Phật trời, Thượng Đế, Thánh Thần rước về thiên đàng cực lạc. Nhưng xin thưa quý vị, cho dù ai theo bất cứ tôn giáo nào hoặc không tôn giáo, nếu giết hại người phải lãnh lấy ác báo đau thương chết thảm. Đối với Đức Phật, Ngài chủ trương phá bỏ tất cả giai cấp, lấy lòng từ bi hỷ xả đối với tất cả chúng sanh, cho dù kẻ đó có chửi mắng, đánh đập, giết hại tổ, thầy, ông bà, cha mẹ cho đến thân mình, cũng không được oán hận trả thù. Tâm hồn thiêng liêng cao thượng đó không có bút mực nào diễn tả hết. Đó là điều chúng ta cần biết. Chứ đừng nghĩ rằng giết kẻ phá đạo mình để chứng tỏ ta là người có công trung thành với đạo, để được ơn trên khen thưởng, phong quan tấn tước như chuyện thế gian. Người như thế không hiểu gì về luật nhân quả, thật là mê muội đáng thương. Để cảnh giác các hàng đệ tử, trong kinh A Hàm Phật bảo phải thực hành thiền định, quán sát thấy cho rõ các pháp, lúc thịnh khi suy, đủ duyên thì hợp, hết duyên thì tan. Không có gì tồn tại mà phải bảo thủ, giết hại lẫn nhau, gây thù kết oán. Nếu hiểu được như thế, chúng ta sống rất thoải mái trong mọi cảnh ngộ, không có chi bận tâm. Đó là bức thông điệp vô giá Đức Phật đã để lại cho nhân loại làm nền tảng tu tập. Nhưng có mấy ai hiểu ra, cứ mãi giết hại lẫn nhau, thật đáng buồn thay. Nhìn thấy nhân loại đắm chìm trong bóng tối vô minh, mê mờ không lối thoát, nên Đức Phật hiện thân ra đời, đem giáo pháp nhiệm màu ân cần chỉ dạy, đưa nhân loại thoát khỏi dòng mê lộ. Là đệ tử phước mỏng nghiệp dày, sanh sau Phật hơn 25 thế kỷ, trí mờ ám, phải đương đầu nhiều lối tẻ. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Xưa Phật dạy đệ tử, các con phải lấy giới luật làm thầy, thực hành bát chánh đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Hãy tự mình thắp lên ngọn đuốc trí huệ, phá tan bóng tối vô minh tà kiến. Đó mới thật là chánh nhân tu hành đúng mục tiêu giải thoát của Phật. Nếu khởi tâm niệm sai lầm lạc vào đường tà, cho dù có cố gắng tu cũng không thoát khỏi sanh tử luân hồi. Kinh Đại Niết Bàn Phật dạy, người có lòng tin mà không hiểu giáo lý thì dễ tăng trưởng vô minh mờ ám. Người hiểu giáo lý mà không có lòng tin thì dễ tăng trưởng tà kiến. Cho nên lòng tin và hiểu biết phải đi đôi mới là cội gốc tu hành. Dung gươm huệ các màn si ám, rải mưa bi dập đám lửa phiền. Pháp thân nương bát nhã thuyền, niết bàn giải thoát bình yên lên bờ. Tại sao Đức Phật không cho chúng ta tin theo tà giáo? Vì nó cũng mang tính chất từ bi, hỷ xả. Bởi thế, Phật tử đã quy y Phật rồi,
không quy y quỷ thần, vì quỷ thần không phải là thánh nhân, chưa thoát khỏi luân hồi sanh tử, thì làm sao đưa chúng ta đến chỗ an lạc, giải thoát? Trái lại, họ dẫn ta đến chỗ hầm hố tội lỗi. Thế mà có nhiều người tin bướm, nghe càng, thờ cúng đủ thứ, khi nhìn vào không biết họ đạo nào. Theo nguyên tắc, bàn thờ Phật phải đặt chính giữa nhà, bàn thờ ông bà để một bên. Nếu nhà có lầu nên thờ Phật tầng trên, bàn thờ Phật chỉ thờ Phật Thích Ca, Di Lặc. Nếu ai tu tịnh độ thì thờ Phật Di Đà, Quan Âm, Thế Chí. Ngoài ra không nên thờ thần chung với bàn Phật. Nếu nhà chật hẹp làm bàn thờ tam cấp, trên thờ Phật, kế ông bà, dưới để đồ cúng kiến. Nên nhớ bàn thờ phải cho trang nghiêm, không được để tạp vật nào khác ngoài bình bông, lư hương, chân đèn, chuông. Mỗi ngày cần lau quét cho sạch sẽ. Đệ tử quy y Pháp rồi, không quy y kinh điển tà giáo, bởi vì kinh điển tà giáo không phải là pháp môn vô lậu giải thoát, nó đưa chúng ta đến chỗ lầm đường lạc lối. Thế mà có nhiều người kinh Phật không đọc, lại xem những sách nhảm nhí vô ích, thậm chí kinh luật đụng đâu bỏ đó, để cho mấy em bé bước xé, thật đáng tiếc. Xem chuyện Tiền Thân Phật, Ngài dám hy sinh thân mạng để cầu một bài kệ. Mình là con Phật, lại xem thường giáo lý của Ngài hay sao? Kinh Địa Tạng nói, người nào thấy kinh sách hư rách, sửa lại để chỗ trang nghiêm, công đức vô lượng. Kinh Nhân Quả nói, tai như cầm kinh và để chỗ dơ bẩn, mắt báo làm con trùng trong nhà xí. Vì thế chúng ta phải quý trọng kinh điển như kính trọng Phật vậy. Đệ tử quy y Tăng, không quy y thầy tà bạn ác, vì thầy tà bạn ác dẫn dắt ta đến chỗ tối tâm sa đọa. Là Phật tử đã quy y Tam Bảo rồi mà không vâng lời Phật dạy, là đã biến mình thành kẻ tà đạo. Tà đạo không có nghĩa là đạo khác, mà những ai không nghe lời Phật dạy, thờ cúng phi pháp, lại tin bướng nghe càng, làm điều trái ngược, Phật nói người đó là tà đạo. Mê tín không đem đến cho ta lợi ích chi cả, nó chỉ đem lại những sự băn khoăn, lo âu, nuối tiếc và sợ hãi, khiến cho tâm trí bất an, làm chướng ngại sự sinh hoạt đời sống hàng ngày của chúng ta. Tiền mất tật mang, lại bị người trí chê cười. Trong Tạng Luận, Phật nói, bị đọa vào cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chuyên chở nặng nhọc, chưa phải là khổ lắm. Cái khổ nhất là người si mê, tà kiến, không có trí huệ phân biệt đâu là chánh tà, nên mãi đắm chìm trong bóng tối vô minh, tạo ra nhiều ác nghiệp, để rồi xuống lên trong ba cõi, sáu đường, dây trả bất tận, khổ não triền miên. Đó mới thật là khổ. Cổ Đức cũng khuyên, ác thứ 10 đoạn chót si mê, nguyên tâm tối từ thời vô thỉ, màn vô minh che mờ căn trí, nên thường ki nhận ngụy làm chân, lo huyễn thân vật chất kém hơn, chẳng tìm biết tinh thần đạo đức, dịch lưới nghi đeo điều phiền phức, bình rịnh đời cực khổ tan thương, khi nói làm ít chịu suy lường, mãi phạm tội nên rằng nghiệp ác, việc si mê phải nương thuyền giác, muôn việc làm chánh trực khôn ngoan, đừng bả đô tính bướng nghe càng, làm ngu muội đọa thân uổng kiếp, ác trừ xong hiện ra thiện nghiệp, lóng nguồn chân Phật tiếp dẫn cho, trồng cây lành dị quả thơm tho, tuy không thấy mà sao chẳng mất. Tóm lại, người nào biết quay về Tam Bảo, thân cận thiện trí thức, tu hạnh bát nhã, thực hành thiền định, phát sanh trí huệ, diệt trừ vô minh tà kiến,
thấy biết chân chánh, hiểu rõ nhân quả, nên không tạo tội, gieo nhiều phước lành, thẳng tiến trên con đường giải thoát. Đúng như lời Phật nói, thuở quá khứ, có Phật Nhiên đang ra đời, tứ chúng thời đó nhờ quy y Tam Bảo có chánh kiến nên đều thành Phật hết. Trong kinh Đế Thích Sở vẫn nói, nếu người nào phát tâm quy y Tam Bảo, người ấy hưởng được phước báo an vui yên ổn lớn, bởi vì oai đức Tam Bảo thường bảo hộ chúng sinh. Sự lợi ích của quy y Tam Bảo to lớn như thế, vậy mà có nhiều người nhờ căn lành đời trước nên gặp được thiện hữu tri thức khuyến khích quy y Tam Bảo. Họ lại trả lời rằng, quy y Tam Bảo mà không làm theo lời Phật dạy, tội còn hơn là không quy y. Mới nghe qua thấy có lý, nhưng cũng nên xét lại, cho dù chúng ta có quy y Tam Bảo thọ trì ngũ giới hay không, nếu gây tạo thập ác vẫn bị ác báo như thường. Ví dụ như có một người thì quy y Tam Bảo thọ trì ngũ giới, còn người kia thì không quy y Tam Bảo thọ trì ngũ giới, cả hai đều phạm tội giết người cướp của. Khi đưa ra tòa án xét xử, cả hai đều lãnh mức án như nhau. Nhưng người biết quy y Tam Bảo thọ trì ngũ giới, nếu lỡ phạm giới, họ biết đó là sai trái, tội lỗi, ăn năn sám hối. Còn người không biết quy y Tam Bảo thọ trì ngũ giới, họ gây tạo tội lỗi mà không biết đó là tội lỗi, lại còn cho thế là đúng, nên họ càng lún sâu vào con đường tội ác. Người biết quy y Tam Bảo thọ trì ngũ giới thập thiện, cho dù họ không giữ được trọn vẹn, nhưng ít ra họ cũng giữ được một hai giới, còn hơn là không giữ được giới nào. Hơn nữa, cho dù họ có gây tạo ác nghiệp, bị đọa đi chăng nữa, nhưng căn lành quy y Tam Bảo đó không mất. Khi trả hết ác nghiệp, sẽ gặp được chư Phật và Bồ Tát cứu độ họ, thoát khỏi cảnh khổ đau. Vì vậy, chúng ta hãy dũng mạnh phát tâm quy y Tam Bảo thọ trì ngũ giới thập thiện, không có gì phải bận tâm lo sợ. Theo kinh Thập Thiện Nghiệp, Phật dạy, người không tà kiến thời thành tựu được 10 công đức sau đây. 1. Được ý vui chân thiện, bầu bạn chân thiện. 2. Tin sâu lý nhân quả, thà bỏ thân mạng chứ không làm ác. 3. Chỉ quy y Phật, không quy y thiên thần và ngoại đạo. 4. Trực tâm chánh kiến, xa hẳn các sự ngờ vực thiết hung. 5. Thường sanh nhân thiên, không xa đường dữ. 6. Vô lượng phước huệ, thường tăng lên mãi. 7. Dứt hẳn đường tà, chăm tu đạo chánh. 8. Không lòng chấp ngã, bỏ hết ác nghiệp. 9. Kiến giải vô ngại. 10. Chẳng bị các tai nạn. Đó là 10 công đức. Nếu ai hồi hướng về quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật, chứng được tất cả Phật Pháp, thành tựu thần thông tự tại. Ngược lại, trong kinh Niết Bàn nói, nếu người nào si mê tà kiến hiện tại, tâm trí bất an, mê mờ làm điều tà dại, não hại sanh linh, khi quả thành thục sẽ đọa địa ngục. Ra khỏi địa ngục, thọ thân súc sanh làm heo, bò, kiến, mối. Nếu được làm người, sanh vào nhà tà kiến, đuôi điếc câm ngọng, tàn tật tâm trí u mê, thường mang ách nạn ưu sầu vào thân. Phật đã ân cần chỉ rõ tai hại của tà kiến, chúng ta lẽ nào chẳng sợ hãi, không từ bỏ nó hay sao? Sở dĩ con người khổ đau tổn giảm tuổi thọ sa đọa là do không giữ giới. Kinh Trường A Hàm kể, thuở mới khai thiên lập địa, cõi đất này bằng phẳng, trang nghiêm, thanh tịnh. Chư thiên cõi trời Quan Âm hóa sanh xuống sống bằng niệm lực. Trên thân phát ra ánh sáng, có thần túc bay trên hư không, và họ sống ở đây khá lâu.
Sau đó có dòng suối ngọt ngào trào ra giống như tô mật. Các vị chư thiên nếm thử thấy ngon ngọt, liền múc uống một cách say mê. Vì thế thân thể trở nên thô xấu, mất hết thần túc và ánh sáng trên thân cũng mất luôn. Bấy giờ dòng suối ngọt tự nhiên khô cạn, rồi sanh ra loại nấm có đầy đủ hương vị thơm tho. Tóm lại, trong kinh Chánh Niệm Xứ nói, người nào chẳng nói lời hai lưỡi thì không có chuyện rắc rối, từ trong gia đình, dòng họ, cho đến bà con lối xóm, bạn bè, kẻ xa người gần được kính mến. Người đó đi đến đâu cũng được tiếp đón tử tế, dù gặp chuyện khó khăn thế nào, vẫn dàn xếp được dễ dàng, lại hưởng được phước lành, thân tâm an lạc, quyến thuộc trên thuận dưới hòa, lòng tin kiên cố, không ai phá hoại được. Lại chẳng xa đường dữ, đời đời sanh ra gặp được thầy lành, bạn tốt, tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận tiện cho mình tiến tu cho đến ngày thành công đắc đạo. Trong kinh Thập Thiện Phật dạy, nếu ai xa lìa nghiệp hai lưỡi, thời thành tựu năm pháp không thể phá hoại. 1. Được thân bất hoại, không ai hại được. 2. Được bà con bất hoại, không ai hại được. 3. Được lòng tin bất hoại. 4. Được pháp hạnh bất hoại, chỗ tu hành kiên cố. 5. Được thiện trí thức bất hoại, không dối lừa nhau. Nếu ai hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật, được quyến thuộc chân chính, tà ma ngoại đạo không thể phá hoại. Ngược lại, kinh thành thật nói, nếu ai đem lòng ác xúi người gây gỗ, đánh lộn, mắc tội rất nặng. Đời đời gặp toàn quyến thuộc hung dữ, sát phạt lẫn nhau, lại bị người ngoài chăm chích, phá hoại, làm cho gia đình dòng họ chịu cảnh chia ly. Kinh Luân Chuyển Ngũ Đạo Phật dạy, làm người hay nói lời đâm thọc, tuyên truyền điều xấu của người, chết đọa địa ngục, bị quỷ sứ rót nước đồng sôi vào miệng rồi cắt lưỡi, mãn kiếp địa ngục sanh làm ác điểu, người nghe thấy tiếng kêu ai cũng sợ, trù rủa cho nó chết. Khi được làm người, tâm thường tán loạn, lại bị kẻ khinh người hại, khổ não triền miên. Tham ngôi nghe lời Phật dạy, chúng ta phải biết sợ hãi hổ thẹn, tinh tấn tu hành, cầu xin sám hối, tẩy trừ tội lỗi. Cổ đức than rằng, ác nơi khẩu thứ năm lưỡng thiệt, với người này dùng lời tha thiết, đến kẻ kia đâm thọc cho gây, khá chừa đi hương đảng bớt rầy, dùng sự thiệt giải bày tâm trí. Người choảng nhau tại mình gia vị, mà cũng không hưởng được lợi danh. Sao rõ ra chúng lại ghét ganh, chiêu cảm quả bất lành thêm nữa. 6. Không nói lời ác khẩu. Ác khẩu là lời nói hỗn ẩu, cọc cằn, thô lỗ, chửi rủa, mắng nhiếc, nhục mạ, cho người ta là đồ ma quỷ, ngu si như trâu, bò, heo, chó, hoặc hăm dọa đánh đập, giết hại người. Đó gọi là ác khẩu. Phật cấm nói lời độc ác, vì nó làm cho người nghe khó chịu, buồn khổ, hổ thẹn, tủi nhục. Thế là ta đã tự bóp chết tình thương rồi. Thử nghĩ mình bị ai nói chạm tự ái một chút, liền phiền giận không nguôi. Tại sao ta lại vì một chút lỗi lầm của người mà sanh tâm cố chấp, chửi mắng, quỷ nhục làm chi, cho thêm thù, dương oán. Vì thế, Bồ Đề Lão Tổ dạy, lời nói chẳng lành, nhã hòa liên thanh, nói không độ lời, thường sanh tai biến, hay là quả tùng khẩu xuất, bệnh tùng khẩu nhập. Thần khẩu hại xác phàm, nói bậy bạ mang họa vào thân. Như chuyện vào thời chúa Nguyễn, Đỗ Thành Nhân là vị tướng tài. Một hôm ông nói, lệnh của ta tức là lệnh vua. Khi lời nói đó đến tai chúa Nguyễn,
Ngài liền nổi giận cho triệu về triều hỏi tội, rồi đem ra pháp trường chém đầu. Muốn cho yên thân, ít nước lợi nhà, khi nói ra phải thật thà êm dịu. Bởi con người ta bất bình nhau vì có kẻ khác hơn mình, nếu mãi hơn thua ắt ta bị hại, thêm sa cơ lại bị xích xiềng tù tội tử hình. Chuyện trên để cảnh giác cho những ai thích nói bướng càng, không suy xét đo lường hậu quả của nó, hãy lấy đó mà suy. Ở đời tôi thấy có nhiều người lúc nào cũng muốn mọi người tán thán khen ngợi mình, nhưng trái lại đi nói trên đầu trên cổ người ta. Nếu là người hiền thì nhịn, gặp kẻ dữ họ đánh, nói sao gặp chuyện chẳng lành. Chúng ta nhìn ra ngoài xã hội cho đến trong gia đình, có nhiều khi ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu bất bình nhau điều gì đó, liền tìm đủ mọi cách gây gổ, chửi rủa tay đôi chưa đủ, lại đem ông bà hai bên ra chửi tan nát. Nào là đập đồ, đốt phá, lập bè, kết đảng, chống đối, đấm đá, đâm chém, làm cho cả xóm náo động. Kết quả đôi bên đều bị tổn hại, khi đó ăn năn đã quá muộn màng. Người xưa từng khuyên: chim khôn hót tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe. Hay là bằng như lời ấy thốt ra, làm buồn kẻ khác thì ta xin đừng. Quý vị nên biết, lời nói giống như ly nước đổ rồi hốt lại sao đầy, cũng như mũi tên bắn ra không rút lại được. Một lời nói quấy, cho dù sau này có xin lỗi, người ta dễ tha thứ cho nhau, nhưng khó quên đi dĩ vãng. Mỗi khi buồn, họ nhớ lại hết. Cũng một lời nói phước đức vô lượng, đồng thời cũng một lời nói lại mang tội vô số. Nhất là những ai giàu sang, chứ có cậy thế ỷ quyền, hà hiếp người nghèo khổ ngu dốt, chẳng chút xót thương. Hãy nghe qua bài kệ nhân quả sau đây. Bắt tôi tớ nặng nề công việc, nhưng lương tiền keo kiệt không cho. Có lỗi lầm chửi mắng sùm, thêm đánh đập khác nào con vật. Mới kiếp trước đánh đòn đứa tớ, kế kiếp sau làm tớ bị đòn. Chết rồi nhưng nghiệp vẫn còn, mạnh thời nở trước, yếu tồn lại sau. Lão Tổ cũng nói: hành hạ tôi tớ, con cháu suy đồi, đánh đập chửi người thường sanh tai biến. Trên đời có một số người ý mình có quyền thế ngoài xã hội, ý mình có quyền cao tước trọng cả, rồi nghĩ rằng kẻ dưới không được quyền phát biểu ý kiến. Mỗi khi nói chuyện với cấp dưới, không cần giữ phép lịch sự, họ hay cướp lời, lý luận độc đoán, nạt nộ cấp dưới trước mặt nhiều người, công khai vạch lỗi, nói xấu kẻ khác, thậm chí còn ra oai đánh đập thuộc hạ trước mặt đám đông để tỏ vẻ ta đây. Đấy là thứ thất nhân tâm, tạo mầm phản trắc. Cử chỉ hành động của họ như mũi tên ngược tẩm thuốc độc, mỗi lần bắn sang cấp dưới là mỗi lần phóng trở lại họ, hậu quả của nó rất nghiêm trọng. Như có anh quân nhân bị kết án 20 năm khổ sai vì tội cố sát. Người ta hỏi tại sao anh giết người, anh nói: vì thượng cấp hách dịch, ý mình làm lớn, chửi mắng, đánh đập tôi trước mặt mấy người đẹp của ông để lấy le. Tôi bị nhục, sẵn vũ khí trên tay, tôi cho thượng cấp mấy phát. Sở dĩ thượng cấp mất mạng là vì không biết giữ thể diện cho thuộc hạ. Lại có nhiều ông chủ, bà chủ sai khiến, nạt nộ người giúp việc để ra qua với khách. Đó là điều thất nhân tâm nhất. Cậy tài, cậy khéo, khoe hơn, đừng cậy có của, đa ngôn quá lời. Của thì mặc của ai ơi, đừng cậy có của, coi người như rôm. Ca dao. Lại có những hạng người do thất học từ bé, lại ở gần với những đứa lưu manh côn đồ, chưa từng được học phép lịch sự tối thiểu. Những thói quen ăn nói, cư xử, cố ý xúc phạm kẻ khác một cách tự nhiên, mà họ không cảm thấy hối hận để xin lỗi. Khi nói chuyện với ai, họ nói giọng móc lò, móc họng, nói xiên xỏ, nói phủ đầu, nói giọng cầu cao, giọng kẻ cả.
họ quen ăn nói thô lỗ, sổ sàng, tục tiểu một cách tỉnh bơ. Cũng có một số người bình dân hoặc trí thức, khi nói xong điều gì đó làm cho đối phương bực tức, họ lấy đó làm hả dạ. Trong cách ứng xử của người có lương tâm đạo đức, khi nói lỡ lời hoặc vô tình có cử chỉ làm mít lòng ai, họ nhận thấy mình thất lễ, ăn năn sám hối, lo xin lỗi đi, xin lỗi lại bao lần mà vẫn còn lo sợ mình làm người ta buồn phiền. Kim vàng ai nỡ uống câu, người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời. Ca dao. Muốn cho kẻ khác không oán ghét ta thì phải biết tự kiềm chế, đừng cư xử hồ đồ, suồng sã, hỏi những câu quá tò mò đến đề tư của người khác. Chớ nói nặng lời xúc phạm đến ai, đừng đi đầu này đầu nọ rêu rao những khuyết điểm của người ta, như thế họ sẽ oán ghét ta. Biết bao nhiêu trường hợp giao tế mà ta thiếu tế nhị, không lịch sự, chỉ cần nói lỡ một hai lời là ta bị người nghe ngờ vực, sanh ra ác cảm với ta ngay. Bản chất con người thường mang theo trong mình một ông thần chuyên môn chọc cho kẻ khác ghét ta cực độ. Ông thần ấy có tên là tự ái. Từ hạng bình dân cho đến trí thức, ít nhiều đều bị ông thần tự ái ngự trị. Nếu không khéo động đến, ông ta sẽ nổi cơn lôi đình, giáng họa xuống rất là nguy hiểm. Chúng ta phải hết sức thận trọng. Nếu không khen được thì cũng đừng có chê một cách trắng trợn. Đó là một trong vô số cái khó của xử thế, khiến cho Khổng Tử than thở: vì nhân nan, tức là làm người khó. Chúng ta thường hay chê trách những tên lưu manh giết người cướp của, phải xử bắn nó, nếu không thì xử tù chung thân. Sao ta không nghĩ rằng nhiều khi do hoàn cảnh đứa bé đó đã không có ai nuôi dưỡng, phải chung sống với những đứa lượm bọc đánh giày, ban ngày thầu đồ thừa trong các tiệm ăn, ban đêm ngủ bờ ngủ bụi, chịu đói chịu khát, khổ quá nên chúng học cách móc túi, giật đồ, đâm thuê, chém mướn. Sinh trưởng trong hoàn cảnh bất hạnh như vậy, liệu ta có tránh khỏi những tật xấu như họ không? Nếu gặp kẻ ác nhân, thay vì vội vã đả kích họ, ta nên nói: nhờ ơn trời Phật kiếp trước độ mình, biết lo tu hành, nên kiếp này sanh ra trong hoàn cảnh tốt đẹp. Nếu không thì mình cũng giống như họ. Vậy muốn sửa lỗi người khác, ta đừng nghĩ rằng ai cũng được may mắn như ta. Hãy chịu khó tìm hiểu nguyên nhân tại sao họ lại cư xử như thế, tạo điều kiện giúp đỡ bằng vật chất lẫn tinh thần, rồi lần lần khéo hướng dẫn họ trở về con đường lành. Trong kinh gọi đó là bố thí và ái ngữ nhiếp. Việc làm đó phước đức quả thật vô lượng vô biên. Trên đời có nhiều người hay than rằng: sao tôi nói ra cái gì ai cũng không nghe, thậm chí con cháu cũng chẳng vâng lời. Tại vì khẩu nghiệp của họ không có thanh tịnh, mỗi khi mở miệng ra là chửi rủa, nên tổn giảm phước đức, nói không ai nghe là vậy. Là Phật tử phải sáng suốt thấy cho rõ tai họa của ác khẩu, mà cố gắng huân tập lời nói thiện lành. Cho dù nói với con thú cũng nên nhỏ nhẹ. Nếu như mình chửi con vật như thế lâu ngày thành thói quen, sẵn trớn chửi luôn người xung quanh, chính cái nhân đó nó đưa mình vào khỏi dữ. Trong luật nói, có chú Sa Di chê cười vị tỳ kheo tụng kinh như tiếng chó sủa mà bị đọa làm chó 500 kiếp. Một lời nói dữ mắc báo biết dường nào. Kể kinh dạy rằng, con người có búa để sẵn trong miệng, nói lời nói dữ là tự chém lấy thân mình. Nhất là phái nữ thường hay gắt gỏng, la lối, chửi rủa ôm sòm. Họ nghĩ chửi qua rồi thôi, không có gì xảy ra, nên tha hồ chửi mắng. Không có đơn giản như thế đâu. Chúng ta hãy xem qua câu chuyện sau đây thời sẽ rõ. Chuyện kể, một hôm có mấy cô thiếu nữ đi chùa lễ Phật, thấy đống phân chó trước chánh điện, ai nấy bịt mũi bỏ đi. Chỉ có một cô ở lại, tay vừa hốt,
miệng chửi đồ mấy con kỹ nữ không hốt phụ tao. Chỉ chửi thế thôi, kiếp sau bị quả báo, sanh làm gái lầu xanh. Nhưng nhờ phước hốt phân trước điện Phật, nên thân hình cô sạch sẽ, hai tay mịn màng xinh đẹp. Đó là nhẹ. Nặng bị đọa làm cá trăm đầu, như chuyện trong kinh Hiền Ngu sau đây. Thuở Phật còn tại thế, một hôm ngài cùng chư vị sa môn đi du hóa đến Tỳ Xá Ly, ngồi nghỉ bên dòng sông Lê Việt. Gần đó có một nhóm người đánh lưới kéo lên được một con cá, trong mình nó mọc ra 100 cái đầu. Thấy cá lạ, ai nấy xúm lại xem. Phật cùng chư tăng đến nơi nhìn cá. Phật hỏi: "Có phải ngươi là Ca Tỳ Lê không?" "Thưa phải." "Kiếp này làm cá, kiếp sau sanh về đâu?" Cá buồn bã trả lời: "Kiếp sau sanh vào địa ngục." Ngài A Nan thấy lạ, liền hỏi Phật do nhân duyên gì gọi con cá đó là Ca Tỳ Lê. "Này A Nan, trước đây vào thời Đức Phật Ca Diếp, có vợ chồng ông trưởng giả sanh ra được một cậu con trai, đặt tên là Ca Tỳ Lê, có trí thông minh hơn người. Một hôm mẹ cậu hỏi: "Trong nước có ai học bằng con không?" "Thưa mẹ, trong nước không có ai học bằng con, ngoại trừ các vị sa môn." "Sao con không đến đó học?" "Mẹ biết không, muốn vào đó học phải cạo đầu, đắp y, mang bát mới được." "Con giả làm thầy tu, vô đó học xong rồi về, có gì mà sợ?" Nghe mẹ nói có lý liền làm theo. Do trí sẵn có, không bao lâu đã thông tam tạng kinh điển. Một hôm về thăm nhà, mẹ cậu hỏi: "Sở học của con bằng các vị sa môn chưa?" "Mẹ ơi, sở học của con ngang hàng chư vị sa môn, nhưng nói đến công phu thiền định thì con thua xa." Bà ta nghe qua nổi giận nói: "Sao con không học?" "Mẹ nên biết thiền định là phương pháp siêu hình, tự tu tự chứng, đâu phải học mà được. Nên mỗi khi đàm luận thua là vậy. Con chớ sợ, nếu có thua thì cứ chửi. Người ta tu hành hiền lành, con chửi không đành. Con hãy nghe lời mẹ, cứ chửi thì mới thắng được." Khi về chùa, mỗi khi đàm luận với chư vị sa môn thua, liền nổi nóng, tự xưng ta đây học giỏi nhất trong nước, không có ai bằng. Các người toàn là lũ ngu si, đầu óc đần độn như trâu bò. Nói đến đây, Phật bảo: "Ca Tỳ Lê, vì ác tâm chửi mắng chư vị sa môn và khinh khi những người thiếu học, nên bị quả báo làm cá trăm đầu như thế." Sau khi nghe lời Phật dạy, ai nấy đều rùng mình, rỡn gái, bi thương giao cảm, đồng thanh nói: "Tất cả chúng ta đối với thân, khẩu, ý phải thận trọng, chớ có tác ý, nói làm việc ác." Những người đánh cá thấy thế, liền đến trước Phật, thành kính chắp tay cầu xin xuất gia tu phạm hạnh. Phật khen thiện lai tỳ kheo, tức thời áo mặc trên mình họ hóa ra cà sa, trở thành các vị sa môn, theo Phật tu học, không bao lâu đắc quả A-la-hán. Ham chi danh lợi thế thường, hơn thua lời lẽ, con đường diệt vong. Ca Tỳ Lê vì tham công, nặng lời to tiếng mắng dòng sa môn, cho nên quả báo dập dồn, đọa vào suốt loại xác hồn khổ đau. Khuyên trong hiện tại cùng nhau, nghiêm thân khẩu ý thường trao hạnh lành. Lời nói thô ác phỉ báng những bậc tu hành, phải lãnh lấy ác báo như thế. Cho nên có câu: "Thà rằng khuấy đục ngàn sông, chứ đừng khuấy động tấm lòng người tu." Trong kinh Báo Ân, Đức Phật dạy: "Này A Nan, tất cả chúng sanh tai họa từ miệng sanh ra, nên giữ miệng hơn là đề phòng lửa dữ. Lửa dữ đốt cháy tiền của thế gian, miệng dữ đốt cháy bảy tài sản của bậc thánh: tính, giới, tàm, quý, đa văn, trí huệ, xả ly." Quả báo của lời nói ác ghê gớm như thế mà có mấy ai ngán sợ, cứ mãi hơn thua từng chút,
hạch hỏi từng câu, mỉa mai châm biếm đủ thứ, làm cho gia đình quyến thuộc phân ly, nhân loại thù hằn, xô xát lẫn nhau, gây bao tan tóc. Nên có lời khuyên: nhất lời nói bao giờ cũng lọc, buông ra rồi khó hốt lại nào. Tục rằng lưỡi bén hơn dao, nói ra một tiếng đoạn bao nghĩa tình. Sự vui buồn trọng khinh thương ghét, thường do nơi mồm mép gây nên. Chỉ trong một tiếng cất lên, hoặc tan sự nghiệp, hoặc nên cửa nhà. Trong kinh Phạm Vọng nói: tất cả chúng sanh đều là ông bà cha mẹ, nhiều đời chết đi và sanh trở lại. Nếu chúng ta chửi người nào đó, tức là chửi ông bà cha mẹ của mình, chứ không ai xa lạ. Nhưng có mấy ai nghĩ thế? Đa số cho rằng nếu mình hiền sẽ bị người khác ăn hiếp hoài, phải tỏ ra hung dữ chửi lại cho nó ngán sợ. Quý vị nên nhớ, mình bị người ta chửi mình rồi mình chửi lại, nó có điều kiện kéo dài thời gian, chẳng khác nào xúi họ chửi thêm mà không hay. Hơn nữa, kẻ chửi mắng là xấu rồi, nếu chửi lại, ngay đó mình đã hóa ra người hung dữ, chẳng khác nào dành tội với họ, cả hai đều sa đọa. Vậy ta không nên nói lời thô bỉ với bất cứ một ai, mà phải dùng lời dịu ngọt. Lắm lúc có người sẵn sàng giúp ích cho mình, nhưng khi người ta nghe nói lời không vừa lòng, họ liền không giúp. Người kia nóng giận nói ào ào: chẳng lẽ ta đây cũng thế sao? Họ đã cọc cằn thêm ta nữa. Nhìn chung ta họ khác chi nhau, bởi thế nên tôi cứ mỉm cười. Dẫu ai chửi mắng vẫn vui tươi, mặc tình họ cố tâm gây sự, lòng vẫn yên vui giữ nụ cười. Muốn khắc phục những ý niệm đấu tranh hơn thua, chúng ta hãy xem qua câu chuyện trong kinh Tứ Thập Nhị Chương. Chuyện kể, một hôm Đức Phật đi du hóa đến thôn nọ, tín đồ Bà La Môn bỏ đạo theo Ngài gần hết. Ông Bà La Môn Akashaka vô cùng oán hận, thừa cơ hội Phật đi khất thực, chặn đường chửi hoài, nhưng Ngài vẫn bình tĩnh bước đi. Ông ta tức giận nói: này, Cồ Đàm có nghe tôi chửi không? Ta nghe rất rõ ràng. Nghe tại sao không trả lời? Này Bà La Môn, giả sử nhà ông có đám dỗ, khi đãi xong khách ra về còn dư quà bánh, ông đem tặng nhưng người ta không nhận, quà bánh là của ai? Nếu tôi tặng họ không nhận, quà bánh là của tôi. Cũng thế, những lời ông chửi mắng nhưng ta không nhận, ngươi tự thọ lãnh. Nhân đó Phật nói kệ: chửi mắng kẻ lương thiện, kiêu mạn khinh miệt người, như ngước mặt lên trời mà phun nước miếng vậy. Nước miếng chẳng đến trời, trở lại rơi trúng mình. Người hiền không thể hại, kẻ ác tự hại mình. Bà La Môn Akashaka nghe Phật thuyết pháp xong, tâm liền tỉnh ngộ, ăn năn sám hối, cầu xin Phật xuất gia. Phật cho phép ông ta xuất gia làm tỳ kheo. Ông tinh tấn tu hành, không bao lâu chứng đắc đạo quả A-la-hán. Phật bị người ta kêu tên chửi mà Ngài không nhận, nên nội tâm được an lạc. Còn mình, hễ ai nói động tới tên là đôi chối hơn thua tới cùng. Vì dễ nhận quá nên phiền não khổ đau triền miên không dứt. Muốn cho thân tâm được an lạc, kinh Pháp Cú dạy: ví như đá núi Tây Đình, dông nào lai chuyển rung rinh bao giờ. Tâm người đại trí trơ trơ, chê khen cũng mặc, lặng lờ như không. Để tránh quả báo xấu gieo nhiều phước lành, Tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy: gương mặt hiền lành hoan hỷ, không sân hận bực tức, miệng luôn luôn nói lời đạo đức, khiến cho người nghe sanh tâm vui mừng hướng thiện, không làm ai đau khổ vì lời nói của mình. Đó là đồ cúng dường hảo hạng và mùi hương thơm cao quý nhất.
quý vị có tiền mua hoa quả hương thơm cúng dường Phật, ông bà, đó là điều tốt. Nhưng không bằng gương mặt tươi cười, lời nói hiền dịu với mọi người. Tôi thiết nghĩ việc đó ai làm cũng được. Hằng ngày gieo tạo phước duyên, quanh năm suốt tháng chẳng làm phiền ai. Thương yêu quý mến trong ngoài, cả đời hạnh phúc không ai oán hờn. Nói tóm lại, người không nói lời thô ác, chẳng hề moi móc việc xấu của ai, thường đem lời thanh nhã, hiền hậu, đạo đức, đầy lòng từ bi, hỷ xả, đối xử tốt đẹp với mọi người, thì đâu có sanh thù oán với ai. Nhờ thế nên thân tâm thường được an lạc. Người đó đi đến đâu, nói ra điều gì, mọi người đều hân hoan, kính trọng, dân lạc. Theo Kinh Thập Thiện Nghiệp, Phật dạy: người không nói lời thô ác, thời thành tựu được 8 món tịnh nghiệp. 1. Lời nói không trái pháp độ. 2. Lời nói có ít lời. 3. Lời nói quyết hợp lý. 4. Lời nói thừa lãnh được. 5. Lời nói được tín dụng. 6. Lời nói đẹp đẽ. 7. Lời nói không thể chê. 8. Lời nói được ưa thích. Nếu đem công đức lành đó hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật, được đầy đủ phạm âm tướng của Như Lai. Phạm âm là tiếng nói trong lành, êm dịu, thánh thoát như tiếng chuông ngân. Ngược lại, nếu người nào ác tâm hủy bán tam bảo, làm cho chánh pháp suy đồi và chửi mắng ông bà, cha mẹ, anh chị em, bà con, lối xóm, trong Khế Kinh Phật nói: hạng người như thế trái đạo từ bi, gieo giống địa ngục, chết xuống âm phủ bị quỷ sứ cắt lưỡi ra rồi bắt ăn lại, trong miệng dòi tửa, máu mủ tuôn trào, tiếp theo thọ thân cầm thú, ăn dơ uống bẩn, nghe tiếng kêu ai cũng phát ghét, khi tội hết mới được làm người. Nói không ai nghe, làm chẳng ai theo, diện mạo xấu xa, hơi miệng hôi thối, môi sức răng mẻ, câm ngọng liếu lo. Phật dạy: thà lấy dao bén cắt lưỡi chịu khổ nhiều kiếp, chớ có thốt ra lời hung dữ, chửi rủa mắng nhiếc người tu kẻ tục, ác báo khó hết. Tha ngươi, lời nói thô ác mắc tội đến thế, người học đạo há chẳng ngăn ngừa lắm sao? Cổ đức kệ rằng: tới ác khẩu thứ 6 bày biện, tiếng tục tằn thô lỗ hung hăng, nào chửi cha mắng mẹ lăng xăng, chẳng kể đến luân thường thảo hiếu. Hâm đánh giết những người hèn yếu, hiếp xóm chồm cô bác chẳng kiêng, trong gia đình chửi rủa liên miên, hết dương thế kêu sang thần thánh, chẳng kiêng nể Phật trời thượng cảnh, cõi Long Cung mời thỉnh tối ngày. Đời ám u tội trạng thảm thay, khuyên bá tánh bá gia ráng bỏ, gương tổ phụ còn soi lại đó, sao không theo nề nếp gia phong? Chư thánh thần đâu có bất lòng, mà kêu réo đông tây nam bắc. Mấy câu trên toàn là rồng rặc, những đàn bà khe khách cháu con, kể từ nay phải giữ cho tròn, không chừa dứt ác mang tai ách. Lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch, khi thốt ra đoan chánh hiền từ, tích thiện thì thường có phước dư, bằng tích ác quả ương đeo đắm. 7. Không nói ý ngữ. Ý ngữ là lời nói thêu dệt, thêm bớt chuyện người, trau chuốt làm cho câu văn ngọt ngào hấp dẫn, để quyến rũ người nghe siêu lòng lạc dạ, làm việc sái quấy, lợi dụng lòng tin của người để trục lợi. Tại sao Phật cấm nói lời ý ngữ? Vì đó là lời nói vô nghĩa độc ác, không có lợi ích. Nó chỉ đem đến những sự phiền phức, khổ mình, hại người, gây thêm oan trái, tổn giảm phước đức. Những nam nữ vị thành niên nhẹ dạ, lạc lòng, đành bỏ cha mẹ đi vào con đường trụy lạc,
cũng vì lời nói dụ dỗ. Người có tánh nóng nảy, thiếu sáng suốt, nghe ai nói chi cũng vội tin, nên thường bị mất bạn, thêm thù. Có người rất tận tụy trung thành, nhưng bị bỏ rơi cũng vì lời sàm tấu của bọn niệm thần. Kẻ nói lời thêu dệt chỉ lừa những ai nhẹ dạ, dại khờ, thiếu đạo đức, chứ người có trí huệ không nghe theo họ. Hơn nữa, kẻ nói lời thêm bớt, khi người ta biết được, ai cũng kinh tởm lánh xa. Ngày đó họ thất bại trên mọi lãnh vực, bởi gây ác cảm với mọi người, có khi đưa đến mất mạng. Bởi tích chứa những mầm giống ganh ghét đố kỵ, nên lúc nào cũng thấy lỗi người để thêu dệt, lỗi mình không thấy. Cũng như con mắt nhìn thấy sự vật bên ngoài mà không tự thấy được nó. Hạng người như thế chẳng khác nào đi quơ rác phiền não bỏ vào nhà mình, làm cho dơ bẩn, hôi thối, khổ sở mà không hay chẳng biết, lại bảo người khác ghét hùa theo mới chịu. Nên ca dao có câu: ghét người thời kiếm chuyện dệt thêu, thương diện lẽ thấp cao bào chữa, thương nhau trái ấu cũng tròn, ghét nhau thì trái bồ hòn cũng méo. Thương nhau thương cả lối đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng. Nói đến quả báo của tánh ganh ghét đố kỵ thêu dệt, trong truyện cổ Phật giáo nói, vào thời Đức Phật, có ông thầy tên là Lôsaka, từ thời nhỏ đã chịu cảnh nghèo đói, đến khi xuất gia, mỗi lần đi khất thực, ít có ai cúng, nên thường bị đói khát. Cứ như thế kéo dài cho đến chết, không có lúc nào được no bụng. Chư Tăng thấy thế hỏi Phật: bạch Đức Thế Tôn, do ác nghiệp gì mà thầy Lôsaka lãnh thọ quả báo như thế? Phật nói: sở dĩ thầy Lôsaka bị chết đói là vì trong tiền kiếp có ác tâm nói thiêu dệt bêu xấu quý thầy, ngăn cản không cho Phật tử cúng dường, cho nên bây giờ phải bị quả báo đói khát cho đến chết như thế. Sau khi chấm dứt pháp thoại, ai nấy đều than rằng: ghê gớm thay cho tánh đố kỵ. Tất cả đại chúng đồng dâng lời Phật dạy, phát nguyện trọn đời tu hạnh tùy hỷ, khen ngợi khi thấy người khác hơn mình. Chuyện trên là bài học để tự nhắc nhở mình: nếu nói xấu quý thầy, tức là mình đã xấu trước, vì người hiểu đạo sẽ đánh giá ngay. Người hay nói xấu kẻ khác, chứng tỏ họ còn phàm tục quá, chưa biết tu là chi. Vì người chân tu thường thấy lỗi của mình lo cải sửa, đó mới là tu thật. Còn ai tối ngày cứ đi rêu rao chuyện người, tức là tu giả dối. Nói xấu người ta không mất gì, chính mình lại phập phồng lo sợ họ biết được, sanh chuyện đôi chối, lại bị người nghe khinh khi ngược lại mà không hay biết. Cứ khoái chí nói mãi, nói cho nhiều thì người đời ghét càng nhiều, có ích gì đâu. Như chuyện trong sách Sử Thế kể, có anh chàng tên là Nhiều, tối ngày cứ đến hết nhà này tới nhà nọ, dòm ngó, soi mói, thêu dệt, chỉ trích, đã kích người khác đủ điều. Kết quả khi người ta biết được bộ mặt xảo trá, lắm mồm nhiều chuyện đó, ai cũng chán ghét. Đến lúc anh ta lâm vào cảnh nghèo đói, bệnh hoạn, tai nạn, chẳng có ai tới thăm hỏi giúp đỡ. Khi chết không có người đưa đám, cũng do cái miệng gây ra. Có nhiều người nói chuyện nghe rất đáng thương: trên thế gian không có ai thông cảm với tôi được hết. Ở nhà cha mẹ không thương, ra ngoài xã hội chẳng có ai ưa. Thử hỏi, tại sao họ không thông cảm? Có phải chăng do lòng cố chấp quá nặng, mỗi khi mở miệng ra thì đề cao mình lên, chê bai thêu dệt, hạ người ta xuống? Thử hỏi ai thông cảm được? Những ai hay than điều đó là do thấy lỗi người, liền sanh tâm ngã mạn, xem thường tất cả. Khi đã tỏ ra thái độ khinh mạn hay chê bai nói xấu, thì họ không thể nào thông cảm mình được. Từ đó ai cũng tránh xa, nên trở thành kẻ cô độc, rồi đâm ra chán đời, oán người. Như thế tại sao mình cô độc?
tất cả đều do quá đề cao bản ngã và xét nét lỗi người. Ai ơi, ít nói là vàng, nói nhiều nhiều lỗi trái ngang cũng nhiều. Chi bằng ít nói bao nhiêu, khỏi điều phiền não, khỏi điều thị phi. Minh Phát. Muốn có cuộc sống hài hòa yên vui, chúng ta phải luôn luôn thấy lỗi mình mà quên cái dở của người, thì tự nhiên bản ngã xuống liền. Vì thế Lục Tổ dạy, nếu người thật chân tu, không thấy người đời lỗi. Nếu thấy lỗi của người, lỗi mình đến bên trái. Người sai ta không sai, ta sai tự có lỗi. Chỉ dẹp tâm mình sai, dứt trừ phiền não sạch, thương ghét chẳng bận lòng, duỗi thẳng hai chân nghĩ. Qua bài kệ trên, Lục Tổ nói, nếu người thật chân tu, không thấy lỗi người đời. Nếu thấy, tức là tu giả. Vì người tu thật lúc nào cũng nhắc nhở mình, sao mà ăn nói không lựa lời, lại còn thị phi phiền não nổi sân. Cứ nhớ như thế, tự khiển trách mình và luôn luôn thấy ai cũng tốt. Ngược lại, chỉ thấy lỗi người thì dễ sanh tâm quỷ bán thêm bớt chuyện người ta. Ngay đó mình đã sai rồi. Họ lỗi là chuyện của họ, nếu thấy khuyên được thì tốt, bằng không cứ giữ mình đừng lỗi là được. Ai nói làm sao mặc kệ ai, miễn ta giữ vẹn tấm lòng ngay. Nếu ta chơn chánh, người cho sái, chơn vẫn hoàn chơn, thật chẳng sai. Giác huệ. Nói tóm lại, người không nói lời thêu dệt, thời không có ai phiền trách oán hận. Nhờ thế tâm trí được an nhàn, ung dung tự tại, thường đem giáo lý chân thật khuyên nhủ, làm cho chúng sanh được an vui, nên ai nghe đến tên cũng đều cảm phục oai đức. Theo kinh Thập Thiện Nghiệp, Phật dạy, người nào không nói lời thêu dệt, thời thành tựu được ba món quyết định. Một, quyết định được người trí ưa thích. Hai, quyết định dùng trí như thật đáp các lời hỏi. Ba, quyết định có oai đức tối thắng đối với nhân thiên không hư vọng. Nếu đem công đức lành đó hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật, được đức Như Lai thọ ký chẳng có luống dối. Đức Phật đã thọ ký thời không bao giờ rơi vào tam đồ ác đạo. Ngược lại, trong kinh A Hàm, Phật dạy, nếu người nào điên đảo, thị phi, ganh ghét người hiền, thêu dệt não hại chúng sanh, kẻ đó đi đến đâu ai cũng ghét bỏ, phước đức càng giảm, thêm lắm tai họa xa lìa chánh pháp, thân hoại mạng chung, đọa vào ba đường ác, chịu nhiều thống khổ. Lời nói thêu dệt mang hại đến thế, người trí há chẳng ngăn ngừa lắm ư? Cổ đức khuyên ta, ác thứ bảy ỷ ngôn chất chứa, đợi cho người lầm lỗi xéo dày. Của tiền nhiều tự phụ rằng hay, chủ ỷ thế nhiếc xài kẻ dưới. Lắc léo chi có ba tức lưỡi, quan ỷ khôn mạt sát dân ngu, nghèo ỷ lanh láo xược lu bù. Ôi thấy thế lòng đau tận cắt, khuyên bá tánh giữ gìn cho chặt, đừng để cho quỷ dắt đường công. Dùng từ ngôn nói tận đáy lòng, dù trên dưới cũng không mấy khác. Chúng vô phước đời này dốt nát, người khôn ngoan chỉ dẫn mới là. Lời trang nghiêm êm ái thốt ra, đừng châm biếm mới là chân thiện. Chúng ta phải biết rằng, khẩu nghiệp là cái quả môn của hết thảy oán thù. Cho nên chư Phật đều dạy, không được nói lời dối trá, nói lời hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời thêu dệt, nói lời vua nịnh, quanh co, hoa mỹ, phù phiếm, khinh khi, thô bạo, biện bác, xảo lanh, quỷ quyệt, vô nghĩa, nói ngược, nói xuôi, đảo lộn trời đất, để lợi mình hại người, chê bai lẫn nhau. Nói đến mình thì bao nhiêu phước đức đều quy tụ về mình, nói đến người khác thì bao nhiêu điều ác độc đều đổ hết cho họ.
quỷ bán người hiền lương, vu khống kẻ vô tội, vô đạo, vô nghĩa, không nghĩ đến tai họa của nó, nên mắc phải ác báo nhiều kiếp không thôi. Cho nên kinh nói, trong ba nghiệp thân, khẩu, ý, khẩu nghiệp đóng một vai trò rất quan trọng. Lời nói là một kho báu sẵn có trong từng người, nhưng đòi hỏi chúng ta có biết sử dụng hay không. Phật dạy, phàm khi nói phải hội đủ bốn yếu tố. Một, lời nói phải đúng sự thật, có nghĩa là mắt thấy tai nghe, hội đủ các chứng cớ mới nên nói. Nhưng nếu nói ra làm hại người cùng vật thì không nên nói. Như chuyện tiện thân Đức Phật làm thầy tỳ kheo, một hôm đang ngồi thiền bên bờ suối, bỗng thấy con nai chạy ngang. Người thợ săn đuổi theo gặp thầy liền hỏi, thầy có thấy con nai chạy qua đây không? Thầy nghĩ, nếu mình nói không thì phạm giới nói dối, còn như nói có thì gián tiếp chỉ cho thợ săn giết chết con nai. Thầy chợt nghĩ ra ý hay, liền đứng lên trả lời, từ lúc tôi đứng lên chẳng thấy gì hết. Người có trí đối diện với thực tế, cho dù có khó khăn đến đâu cũng giải quyết vấn đề một cách ổn thỏa tốt đẹp, đem lại lợi ích cho chúng sanh mà không phạm giới hư vọng. Hai, lời nói phải hợp thời. Người có trí biết lúc nào nên nói và lúc nào không nên nói. Điển hình như nhắc lỗi ai mà người nghe đang mệt mỏi, buồn phiền, nóng giận, bệnh hoạn hay giữa đám đông, khoan nói, đợi cho họ mạnh khỏe, vui vẻ mới nên nói. Nhưng chớ có xây dựng bằng những lời nói quá thô tháo trắng trợn, làm tổn thương danh dự người ta, mà phải hết sức tế nhị, khéo léo. Thí dụ, nhà bên cạnh cao hơn nhà mình, họ thường xả rác xuống, khi đó không nên tức giận la mắng, mà chỉ nên nói với chủ nhà, anh chị thông cảm, bảo mấy cháu nhỏ bỏ rác có chỗ, để nó không biết nó xả xuống nhà tôi dơ quá. Nếu họ không sửa đổi, mình nhờ người có uy tín quen biết với họ khuyên giùm. Ông bà ta thường nói, bà con xa không bằng láng giềng gần. Khi hữu sự tối lửa tắt đèn có nhau, đừng vì một chút không đáng mà làm mất lòng đôi bên thì không nên. Hoặc người vợ thấy ông chồng lôi thôi, khi đó chỉ cần đem hình ảnh gia đình nào đó gần bên thường xảy ra xung đột, nhờ ông chồng giải thích tại sao họ bất hòa, tranh cãi, đánh đập lẫn nhau. Bản chất con người là thích làm thầy đời. Anh ta nghe thế khoái chí nói, ông chồng kia thì thô lỗ, ăn nhậu bồ bịch lôi thôi, còn bà vợ lại lười biếng, ăn xài phung phí, nói dai, không quán xuyến công việc nhà. Khi đó chỉ cần nói, nhờ sự hiểu biết sáng suốt đức độ của anh nên gia đình mình được yên vui. Nếu sau này ông chồng có làm điều gì sai, chỉ cần nhắc lại là đủ. Không riêng chuyện vợ chồng, mà bất cứ trường hợp nào cũng nên đem phương pháp này ra áp dụng, đều có kết quả tốt đẹp. Đó là nghệ thuật cảm hóa người khác mà họ không biết, tưởng chừng như mình mới phát minh ra những sáng kiến mới lạ. Trong việc sửa lỗi đóng góp một vai trò rất quan trọng, vì con người sống trên cõi đời nếu chưa phải là bậc thánh thì ai cũng có khuyết điểm. Khi khuyết điểm thành thói quen, bám rễ sâu vào nếp sống thành tật xấu. Vì thế, bất cứ tổ chức nào từ trong gia đình cho đến xã hội, tôn giáo, khi có lỗi lầm cần chỉnh đốn lại mới tránh được những lạm dụng, bê trễ, gian tham, rối loạn, bất công. Muốn diệt trừ những tật xấu ấy, phải nhờ đến bậc bề trên sửa lỗi lầm cho thì mới tiến bộ trên đường tu đức. Có điều chúng ta nên lưu ý, trước khi sửa lỗi ai, mình phải làm gương tốt trước và môi trường hoàn cảnh để sửa đổi như thế nào cho hợp lẽ đạo. Có lắm người tuổi còn nhỏ, địa vị thấp, nhưng lại mang trong mình dòng máu làm thầy đời, ăn sâu vào tâm can. Lỗi của mình không lo tu sửa, hễ gặp ai cũng dạy luân lý, rồi cắt nghĩa chuyện đời phải quấy, lại còn la rầy lên giọng dạy đời,
bắt buộc người ta phải theo ý chủ quan của mình. Sửa lỗi theo kiểu đó rất là nguy hiểm. Xem lịch sử Trung Quốc, thấy rõ chuyện Ngũ Tử Tư bỏ mạng cũng vì sửa lỗi vua Ngô, Tỷ Can bỏ mạng cũng vì sửa lỗi vua Trụ. Lúc Khổng Tử đến kinh đô nhà Chu, vào nhà Lão Tử thăm. Khi ra về được Lão Tử tiễn chân bằng những lời mà người thời nay cho là kinh thánh của Xử Thế. Đại khái ông nói: kẻ giàu tiễn người bằng tiền của, tôi nghèo xin tiễn ngài bằng đôi lời nói. Ngày nay kẻ sĩ mắc nạn thường là kẻ bươi móc việc xấu của người đời, làm cho thân khổ cũng vì chỉ trích tội lỗi của kẻ khác. Quân tử phải cư xử như người ngu, dẹp lòng đa dục, trừ tâm khiêu khích, tránh lối ăn mặc lòe loẹt, chớ khinh ai hết. Khổng Tử nghe qua vui cười thủ lễ cảm ơn. Nhờ nghe những lời thâm thúy của Lão Tử nên Khổng Tử ẩn thân vào nơi yên tịnh, lo trước tác hơn là đi du thuyết. Sự nghiệp vĩ đại của ngài thành tựu được phần lớn là nhờ ẩn cư an bần lạc đạo. Chuyện trên cho chúng ta thấy Khổng Tử là một nhà hiền triết, mà còn phải cần những lời khuyên ấy để áp dụng trong đời sống. Còn chúng ta tài đức bao nhiêu mà lại đi hết nơi này đến chỗ nọ chỉ trích, đã kích những lỗi lầm của kẻ khác. Nếu là người hiền trí, họ ý thức sửa sai. Trái lại, chẳng may gặp kẻ hung dữ độc ác, họ sẽ hãm hại ta. Bản chất con người ai cũng giàu lòng tự ái, đừng bao giờ hại tội người ta một cách trắng trợn. Thủ tướng người Anh đã từng nói: Thượng đế hành phạt tôi thế nào thì phạt, miễn đừng cho tôi một thằng bạn nói thẳng khuyết điểm của tôi. Cho nên khi sửa lỗi lầm của ai, ta nên bình tĩnh sáng suốt, mời họ ngồi vào bàn hòa giải trong tinh thần tôn trọng đối phương. Ta dùng cách nói khiêm tốn hòa nhã thì người ta dễ chấp nhận hơn. Trái lại, nếu mình nói với giọng dao to búa lớn, xúc phạm người ta một cách quá đáng và chỉ trích với thái độ hách dịch, thì chắc chắn người nghe chống đối lại. Chứ ta đừng mong thuyết phục được ai. Người ác đến đâu, có lúc họ cũng lắng nghe tiếng nói của lương tâm, nhận ra lẽ phải. Từ xưa đến nay, có biết bao bạo chúa hiếu chiến tàn sát lê dân, nhưng có lúc họ cũng biết lắng nghe lẽ phải. Lúc Hạng Võ đến thành Ngoại Quỳnh, ra lệnh chôn sống tất cả thanh niên, có một em bé 13 tuổi tên Cừu Thúc đến nói với Hạng Võ: muôn tâu bệ hạ, bệ hạ có nhận thấy rằng hễ hại ai thì người ấy hại lại, thương dân thì dân thương lại? Hạng Võ nghe lời nói phải, liền chỉ thị rút lại lệnh tàn sát, rồi ra lệnh quân binh bảo vệ tài sản và mệnh sống của dân chúng. 3. Lời nói phải cẩn thận. Nghĩa là khi nói ra, phải đo lường tác dụng của nó tốt hay xấu, phía sau có di họa gì không. Nhiều người tuy không trực tiếp lấy dao, cầm súng, đâm chém, bắn giết người khác, nhưng họ lại đã kích nhau bằng những binh khí miệng lưỡi, còn lợi hại hơn cung tên giáo mát. Ở đời, có nhiều người ăn nói độc địa, làm cho người nghe giống như bị ngộ độc, tủi nhục mà chết. Chúng ta nhìn cuộc sống xung quanh, hay nghe đài, xem báo, thấy có nhiều câu chuyện không đáng, nhưng lại đưa đến chết người. Như báo đăng tin, có bà nội nghi đứa cháu lấy tiền, liền chửi mắng nàng dâu: mày đừng có dạy con tham lam giống dòng họ bên ngoại của nó. Cô dâu quá tức giận, đè đứa con xuống đánh một hồi, lỡ tay làm đứa con bị chết. Kết quả người mẹ vô tù ngồi, còn bà nội thì hối hận suốt đời. Trong xã hội có vô số trường hợp rắc rối. Như trong sách Ứng Xử nói: trong gia đình nọ có cậu con trai tên là Tấn. Cậu ta thường tụ tập bạn bè để đi ăn nhậu hút chích. Đã nhiều lần bị cha mẹ ngăn cấm,
nhưng Tấn vẫn tiếp tục ăn chơi sa đọa. Một hôm, ông cha thấy Tấn dẫn bạn về nhà với bộ dạng say sưa. Ông vô cùng tức giận, mắng Tấn trước mặt bạn bè. Mày là thằng mất dạy, tao nói hoài mà không nghe, cứ đi ăn chơi hoài. Đồ lì lợm không biết xấu hổ, sống chật đất, bị uống thuốc độc chết phúc cho rồi đi. Tấn tự ái tức giận, buồn tủi, lấy thuốc độc tự dẫn chết. Nên có câu, chót lưỡi là kiếm phong tuyền, giết người chẳng máu, lụy phiền biết bao. Quý vị cố gắng lấy đạo đức khắc phục nghịch cảnh, chuyển hóa được thì tốt, bằng không coi như đó là nghiệp mà mình phải trả. Nếu chẳng nghĩ thế thì dễ gây thêm ác nghiệp, oan trái biết bao giờ mới trả hết. 4. Lời nói phải xuất phát từ lòng thương yêu chân thật. Muốn có lời nói trọn lành trong sạch, mang niềm vui đến cho mọi người, chúng ta phải có lòng từ bi hỷ xả những lỗi lầm của người chung quanh. Khi đó mới là ái ngữ chân thật, xuất phát từ lòng thương yêu, ban niềm vui đến mọi người. Trong Kinh Tạng Nikaya, Phật dạy, người nào nói lời chân thật, bảo vệ sự thật của người khác, thực hành được như thế mới gọi là biết hộ trì chân lý. Thuở Phật còn trụ thế, một hôm có ông Bà La Môn đến hỏi Phật, thế nào là hộ trì chân lý? Phật đáp, người nào đối với chánh pháp có niềm tin bất đồng, từ bỏ lời nói dối trá, đâm thọc, thêu dệt, thô ác, thường đem lời lành giáo hóa chúng sanh, đó là người biết hộ trì chân lý. 8. La Mã, không tham dục. Tham dục có nhiều loại, như là tham tiền của, mê sắc đẹp, ưa danh vọng, địa vị, ham ăn uống, thích ngủ nghỉ, hoặc đam mê sắc tốt, tiếng hay, hương thơm, vị ngon, xúc êm dịu. Tham dục là nguyên nhân làm cho con người say mê, ràng buộc, khổ lụy và gieo khổ đau đến người khác, gây tạo vô số ác nghiệp. Vì thế, Phật bảo chúng ta phải tránh xa nó. Chúng ta ai cũng biết như tham tiền của, vàng ngọc, phải đầy đọa sát thân, lại thường vướng ách nạn, mất mạng. Thuở Phật còn tại thế, một hôm Ngài cũng chưa vị tỳ kheo đang đi, bỗng thấy một túi vàng bên vệ đường. Phật bảo các thầy tỳ kheo, đó là rắn độc, mau tránh xa, không khéo nó hại ta. Phật và chư tăng đi chưa bao xa, có bốn người đi đến, nhặt lên định đem ra chia. Nhưng họ bàn với nhau, mình đang đói nên đi mua món gì ăn cho khỏe, rồi chia cũng không muộn. Liền cử một người đi. Người đó trên đường đi tự nghĩ, số vàng đem chia làm tư uổng quá, tốt nhất là mua thuốc độc trộn vào thức ăn cho chúng chết hết, ta sẽ hưởng một mình. Còn ba người ở lại cùng bàn tính với nhau, đợi cho nó mua đồ ăn về đập cho chết, còn lại ba chúng ta chia nhau. Kết quả người đi mua thức ăn vừa về tới đã bị đập chết. Xong ba người còn lại cùng nhau ăn mừng, rồi bị ngộ độc chết theo. Kênh kênh quà quà, thấy thì chết đáp xuống cắn ngộ ăn, cũng chết luôn. Nên có câu, nhân tham tài tắc tử, điểu tham thực tắc vong, chim tham ăn sa vào dòng lưới, cá mê mồi mắc phải lưới câu. Ai ôi phải nghĩ cho sâu, sắc tài danh lợi nó đâu có bền, mồi phú quý như tên độc dược, bả vinh qua càng trước khổ đau, đó là miếng mật trên dao, ai mà tham nhiễm liếm vào chết ngay. Còn tham sắc đẹp thì tốn tiền hao sức, tâm thần bất an, ghen tuông, phiền muộn, gây thù chuốc oán, tranh giành giết hại lẫn nhau, làm nước mất nhà tan cửa nát, biến mình thành người hèn yếu mù quáng, ngây khờ, phải chịu sự sai khiến thúc dục dưới mệnh lệnh của kẻ bày mưu. Như vào thời nhà vua,
U Dương là người chìm đắm trong tự sắc, ngày đêm say mê nhan sắc tuyệt trần của bao tự, mà những tâm gian dở đầy con, giết hại trung thần, cuối cùng mất nước. Đến vua Ngô Phù Sai cũng vì đam mê sắc đẹp của Tây Thiên mà mất cả giang sơn. Một khi con người ta đắm mình vào sắc dục thì mất hết lý trí, trở thành kẻ si mê, độc ác, tự làm hại mình, hại người, sa vào địa ngục. Suy cho cùng, sắc đẹp đó, cho dù nam hay nữ, nó chỉ là cái túi da, bên trong chứa đầy những thứ nhơ uế tanh hôi. Có gì đáng để cho chúng ta say mê? Ái dục là nguyên nhân tạo ra bản ngã, mỗi ngày lớn lên, sanh tâm kiêu căng, hống hách, tạo nhiều nghiệp chướng, hiện tại khổ lụy, sau khi chết, sanh vào cõi dữ. Người đắm say sắc dục, tự lao mình xuống hố. Người trí cắt trừ ái, bỏ mọi dục không màng. Thấy sắc tâm mê tưởng, chẳng xét lẽ vô thường. Người mê cho là đẹp, giả dối lại yêu thương. Đắm mình trong dâm lạc, tâm kéo kén khác chi. Người trí huệ dứt hẳn, hết khổ não sầu bi. Người tâm trí buông lung, dâm nhơ cho là sạch. Tình ân ái sâu nặng là lao ngục trói trăng. Người tỉnh giác trừ dâm, bất tịnh quán để tâm, nhờ đó khỏi lao ngục và chết dứt tận mầm. Kinh Pháp Cú. Tham danh vọng phải vào lòn ra cuối, lao tâm nhọc sức. Khi được rồi lại sợ kẻ khác hãm hại, lúc nào cũng phập phồng lo sợ, cho người canh gác chẳng khác nào kẻ tử tù. Nhưng thiên hạ nào ai biết, cứ mãi lo tranh giành. Nên có câu: danh tiếng lẫy lừng danh tiếng hại, tuổi tên lừng lẫy tuổi tên trù. Bao phen bay nhảy bao phen dài, mấy trận tài khôn mấy trận ngu. Hay là có tài mà cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tai một dần. Nguyễn Du. Muốn khỏi bị lợi danh xiềng xích trói buộc, thân tâm thanh tịnh an vui, chúng ta hãy xem qua mẫu chuyện trong Kinh Tăng Chi. Chuyện kể thuở Phật còn tại thế, có vị hoàng tử tên là Bạc Đề xuất gia tu học trong giáo pháp của Đức Thế Tôn. Một hôm đang hành thiền, ngài thấy rõ sự lợi ích của đời sống phạm hạnh, liền thốt lên: hạnh phúc thay, hạnh phúc thay. Khi đó có một vị tỳ kheo ngồi thiền gần bên nghe thế, hôm sau đem chuyện đó trình lên Phật. Ngài cho gọi Bạc Đề đến hỏi nguyên do. Bạch Thế Tôn, sở dĩ con thốt lên lời ấy là vì trong khi con làm hoàng tử, lúc nào cũng phập phồng lo sợ người khác tranh giành ngai vàng hãm hại, làm cho thân tâm luôn luôn bất an. Kể từ khi xuất gia, tuy chỉ có tam y nhất bát, không có gì vướng bận, nhờ thế nội tâm rất an lạc, nên con mới thốt lên câu hạnh phúc thay là vậy. Phật quay sang bảo: chư tỳ kheo, hãy noi gương hạnh ấy, xa lìa ngũ dục, sống đời tri túc, an bần lạc đạo, mới được tự tại giải thoát an vui. Qua chuyện trên, để cho chúng ta thấy hạnh phúc ở đây không phải là danh vọng vật chất, mà đòi hỏi mình có biết đủ hay không. Nếu chẳng biết đủ, dù làm vua cõi người, làm chúa cõi trời cũng chưa vừa ý. Trong Kinh A Hàm kể, tiền thân Phật là vua Đảnh Sanh làm chuyển luân thánh dương cai quản bốn châu thiên hạ còn không vừa lòng. Lên trời, đế thích chia cho nửa tòa ngồi vẫn chưa xứng ý, định chiếm luôn cung trời. Vì quá tham nên mất hết phước, rớt xuống nhân gian, âu sầu mà chết. Phật nhắc chuyện trên để cảnh giác những ai túi tham không đáy, hãy cảnh tỉnh lấy mình. Ở đời, người ta thường quan niệm nghèo là khổ. Nếu nghĩ như thế, tại sao Phật rời bỏ hoàng thành vào rừng tu khổ hạnh, đến khi đắc đạo dưới cội cây Bồ Đề, tam y nhất bát, nay đây mai đó, chẳng quản gian lao, không từ khó nhọc, du hành khắp nơi, giáo hóa chúng sanh.
Trước lúc nhập niết bàn nơi rừng cây sa la, Ngài nói: chưa có ông vua hay vị trời nào hạnh phúc an lạc như ta. Cho nên hạnh phúc hay khổ đau, đủ thiếu ở đây không phải danh vọng vật chất, mà điều quan trọng là chúng ta sống làm sao cho phù hợp lẽ đạo thanh cao. Cho dù nhà tranh, ăn cốc đơn sơ, cơm rau đạm bạc, vẫn thấy an nhàn lạc đạo. Kinh Di Giáo nói: tri túc thường lạc, nghĩa là người biết đủ ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng được yên vui. Tham ăn cao lương mỹ vị khó tiêu, thân thể mệt nhọc, dễ sinh ra các chứng bệnh khó trị. Kinh Y nói: người bị đau có 10 nguyên nhân. 1. Ăn những món có phong độc. 2. Ăn chẳng tùy theo bệnh cử kiên. 3. Ăn uống không độ lượng. 4. Ăn chẳng theo thời tiết. 5. Ăn những món khó tiêu. 6. Biết món ăn không lợi mà vẫn ăn. 7. Những món ăn trước chưa tiêu mà ăn thêm vào. 8. Ăn dai không kỹ. 9. Ăn rồi ngồi lâu và làm việc liền. 10. Đến lúc đại tiện, tiểu tiện mà chẳng chịu đi. Người tham ăn thường bị mùi vị ràng buộc, như dùng thiếu một trái ớt là nuốt không vô, tìm cho bằng được mới chịu ăn. Có khi người nấu không vừa miệng thì chê trách đủ điều. Người ta nấu cực khổ, không khen thì thôi, có đâu vì một chút miếng ăn làm cho mất hết tình nghĩa. Các nhà tâm lý học bảo, trước khi chê điều gì, ta phải khen họ trước. Thí dụ, nấu canh lạc quá, ta nên nói: bạn nấu ngon lắm, nhưng thêm một chút muối thì thật là tuyệt. Nói như thế, ai lại không thích? Ngược lại chỉ có chê mãi, họ sẽ đổ lì ra là nguy hại cho cả nhà. Quý vị hãy học cách sống của các thiền sư. Quý ngài sống rất bình dị, đơn giản, xem món ăn như lương dược trị bệnh đói khát, duy trì mạng sống để hành đạo làm lợi ích cho chúng sanh. Đói ăn, khát uống, không có chi bận tâm phiền trách, chỉ biết tất cả là vô thường giả tạm. Những người tham ăn, họ thường tìm kiếm những món ngon vật lạ để cung phụng xác thân. Nhưng ăn qua khỏi miệng rồi còn chi, chỉ còn lại tội lỗi, ngày kia phải lãnh lấy ác báo. Tổ Quy Sơn dạy: muốn tiến đạo nghiêm thân phải tam thường bất túc. Ngài Ấn Quang Pháp Sư khuyên: cơm rau đỡ già đói, nhà cỏ che gió sương. Người đời nếu biết đủ, phiền não chẳng còn dư. Trong Kinh Tiểu Bộ tập 1, Đức Phật có dạy: ai đoạn hết lậu hoặc, uống ăn vừa biết đủ, tự tại nơi hành xứ, không vô tướng vô nguyện, như chim giữa hư không, tìm dấu chân chẳng thấy. Tục ngữ: ăn để sống, chứ không phải sống để ăn. Tham ngủ nghỉ thì tâm trí lu mờ. Có nhiều người ham ăn, mê ngủ đến nỗi quên hết lẽ phải, thậm chí thân quyến nghèo đói, hoạn nạn hay đau chết cũng không thèm ngó đến. Hạng người như thế thật là mất hết nhân phẩm, tổn giảm phước đức. Kinh Pháp Cú nói: con heo thích ngủ, ham ăn, muôn đời chịu kiếp bán thân làm hàng. Người ngu thích ngủ, ham ăn, muôn đời tiếp tục trói trăng luân hồi. Theo y học, trung bình mỗi ngày đêm ngủ 7 đến 8 tiếng đồng hồ là đủ. Thời gian còn lại, chúng ta cố gắng làm việc, nghe kinh, học pháp, tự nhắc nhở mình và khuyên nhủ người chung quanh, tích cực làm công quả, bố thí gieo trồng phước duyên cho đời sau. Vì thời gian đã qua rồi, không bao giờ trở lại. Kiếp người ngắn ngủi, phải nên tinh tấn làm phước thiện. Nếu mãi lười biếng hẹn hò, e rằng đến khi tử thần gõ cửa đi vào cõi dữ, lúc đó ăn năn muốn làm lành thì đã quá muộn màng. Kinh Di Giáo, Phật dạy các hàng đệ tử: ngày thời siêng năng tu tập các pháp lành, chớ bỏ sai thời. Đầu đêm cuối đêm phải tinh tấn tụng kinh, niệm Phật,
ngồi thiền, đừng vì nhân duyên ngủ nghỉ luống qua một đời. Phải nhớ giặc vô thường đang trình giết người hơn kẻ oan gia, hãy mau tỉnh ngộ, sớm cầu diệt độ. Ngoài ra, có nhiều người còn đam mê đủ thứ, nào là hương thơm, cảm xúc êm dịu, tiếng hay. Có người mê đến nỗi nếu là bộ phim đó, giọng ca nọ mới chịu. Ai chiếu phim bắt đại khác, liền đổi giận, chửi rủa đủ điều. Ôi thật là mê muội vô cùng. Muốn có cuộc sống hài hòa, chúng ta phải tu hành hỷ xả, tùy thuận lẫn nhau. Khi gặp cảnh trái ý nghịch lòng, ta phải bình tĩnh quán sát lời Phật dạy. Ngũ dục, lục trần là pháp loạn tâm, tổn hao sức khỏe, đều nguy hại cho lòng đạo cả. Nếu ta thấy rõ các pháp không thật, thì tâm ta liền trở nên an lạc. Sở dĩ con người khổ là do lòng cố chấp quá nặng. Như khi hương thơm đến nảy sinh ưa thích, hôi thối tới liền bực dọc tức giận. Muốn khắc phục phải tịnh tâm, để thấy tự tánh nó không thật. Đủ duyên thì đến, hết duyên liền mất. Nhìn lại thân ta cũng là nhơ uế, có chi phải bận tâm buồn phiền, không giải quyết được gì. Tốt nhất lo dọn dẹp hoặc tránh né hay hơn là phiền trách. Cho đến xúc chạm những gì êm ái, mịn màng thì sanh tâm say đắm, thô cứng lại chán ghét. Phật dạy, người đam mê xúc dục nên cứ mãi lẫn quẩn trong dòng sinh tử, chịu biết bao kiếp nạn, giống như người đứng trước vực thẳm, không biết rớt xuống lúc nào. Nên có câu, bởi mê mới làm tôi thị dục, nếu ngộ đâu tùng phục lòng ta. Dục ta đều hại người ta, dục là thống khổ, ta là trầm luân. Dục thường vì sát thân khởi xướng, ta thường vì vọng tưởng sinh ra. Cả hai đều thứ mắt lòa, lại gần thấy đẹp, hại xa không lường. Hay là nhãn thấy sắc thường hay bận biệu, tai ưa nghe lắm điều âm thinh. Mắt với tai đều chọn đẹp xinh, còn lỗ mũi ưa mùi êm dịu. Đồ thơm tho nó ưa nó chịu, chốn xạ hương hay lết lại gần. Lưỡi ưa ngon là chuyện ân cần, đồ ngọt béo nó ưa nó mến. Thân tham sướng muốn tìm của đến, đặng ăn xài cho vị tấm tình. Ý thì ưa sửa sắc soi hình, với chức phận cho cao cho quý. Sáu đường ấy ở trong tâm ý, ta mau mau dứt đó cho rồi, thì tòa sen mới đặng đứng ngồi, cho thông thả hưởng mùi sen báo. Cổ đức thi văn cho chúng ta biết, nếu lục căn của mình được thanh tịnh, ngay đó là bồ đề, niết bàn, tịnh độ, không cần tìm ở đâu xa. Phật pháp vốn ở thế gian, trong đời giác ngộ chớ tìm đâu xa. Bồ đề cuộc sống quanh ta, bôn ba cầu ngộ chỉ là uổng công. Pháp Bảo Đà Kinh. Trần Nhân Tông cũng nói, ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt nghỉ liền. Trong nhà có báu thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Bởi trong cái vọng tâm, nó có cái chân tâm ở sẵn trong đó, không cần tìm ở đâu xa. Cho nên Ngài nói, trong nhà có báu thôi tìm kiếm. Nhưng khi nào của báu đó nó mới hiện ra? Chỉ khi nào lục căn đối với lục trần không sanh ra niệm nào hết, giữ tâm bình thường, đó là thiền, là kiến tánh rồi, còn tìm ở đâu nữa? Cũng như sóng không lìa nước, khi gió lặng thì sóng tự nhiên sẽ yên. Sóng gió dĩ như phiền não vô minh, nước trong yên tịnh dĩ như niết bàn thanh tịnh, chân như vậy.